Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, bạn đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Tỷ phú công khai xây chùa, về sau âm thầm biến thành nghĩa trang gia đình. Tỷ phú Lý Gia Thành đã bỏ ra 290 triệu USD và 10 năm để xây dựng chùa Tử Sơn tại Hồng Kông, có phải chỉ để làm việc thiện và tích đức? Lý do nào mà ngôi chùa này lại có quy định đặc biệt rằng không nhận hương từ các tín đồ? Những gì mọi người nhìn thấy là người nghèo đến chùa thắp hương thờ Phật, người giàu mạnh tay chi tiền xây chùa để tích đức và làm việc thiện cho mình. Thế nhưng, nhiều đồn đoán cho rằng, mặc dù bên ngoài là một ngôi chùa, nhưng đây thực chất là một lăng mộ tư nhân, bởi ngôi chùa này nằm ở vị trí long mạch với bố cục phong thủy hàng đầu ở Hồng Kông. Rốt cuộc, sự thật là gì? Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống xem hết video ngày hôm nay. Tỷ phú Lý Gia Thành chi số tiền khủng xây Tử Sơn Tự. Lý Gia Thành là tỷ phú người Hồng Kông, sinh ra tại Quảng Đông, Trung Quốc, khởi nghiệp đầu tiên với ngành nhựa, về sau trở thành nhà bất động sản có tiếng tại Trung Quốc. Ông từng đạt nhiều giải thưởng và được Nữ hoàng Anh trao tặng quân hàm KBE vào năm 2000, hiện đã về hưu. Không chỉ là người giàu nhất Hồng Kông, Lý Gia Thành còn là một Phật tử sùng đạo trong nhiều năm, và thậm chí ông đã chi 290 triệu USD để xây dựng một ngôi chùa. Ngôi chùa đó là Tử Sơn Tự, có diện tích hơn 46.000m2 ở quận Đại Bộ, Tân Giới, Hồng Kông. Nơi đây hiện là ngôi chùa hiếm hoi ở Trung Quốc, không thu phí thắp hương. Hàng ngày ngôi chùa này giới hạn chỉ tiếp đãi khoảng 400 du khách hành hương. Nếu bạn thành tâm đến lễ Phật, chỉ cần mang theo một chai nước khoáng. Đối với Lý Gia Thành, việc chi một số tiền lớn như thế để thỏa mãn mong muốn vẫn là chưa đủ. Một nhà đầu tư như ông ấy chắc chắn đã sử dụng số tiền một cách khôn ngoan, đúng mục đích. Vậy, mục đích này là gì? Chùa Sơn Tự phải mất 10 năm để xây dựng. Các tòa nhà và khu vườn xung quanh núi hướng ra biển đều mang phong cách thời nhà Đường. Mái ngói của chính điện đều là gạch bạc nhập khẩu từ Nhật Bản. Gỗ được sử dụng trong chùa là gỗ cẩm lai nhập khẩu từ châu Phi. Bệ hoa sen của 3 bức tượng Phật khổng lồ trong điện đều được mạ vàng 24K. Bức tranh trên tường có nguồn gốc từ hang động Mạc Cao ở Đôn Hoàng, là bản sao của tranh Di Lặc, Văn Thù và Phổ Hiền Bồ Tát. Có thể nói, toàn bộ ngôi chùa toát lên vẻ sang trọng nhưng khiêm tốn. Thêm kiến trúc phù hợp tạo nên bầu không khí rất thiêng liêng. Điểm khiến người ta chú ý là trên thực tế, tượng Quan Âm cao 76m ở ngoài trời, đối lập với tượng Phật Thiên Tân ở Đại Nhĩ Sơn. Đây cũng là tượng Quan Âm cao thứ hai thế giới, sau tượng Quán Thế Âm hướng ra biển ở Tam Á, đảo Hải Nam. Tượng Quan Âm màu trắng tinh khiết này được làm bằng hợp kim đồng, phủ một lớp sơn trắng chống thấm để nước mưa có thể tự động rửa sạch bụi bẩn trên bề mặt, duy trì sự linh thiêng mà không cần bảo trì trong 200 năm. Điều đặc biệt nhất ở bức tượng Quan Âm này là chiếc bình trong tay Quan Thế Âm Bồ Tát hướng xuống dưới, tượng trưng cho sự quan sát nỗi đau khổ của mọi chúng sinh trên thế giới. Cho nên tại đây có một quy định độc đáo là không thu phí thắp hương và chỉ nhận những tín đồ dùng nước tinh khiết đến dâng lễ. Có thể nói, khung cảnh của chùa Tử Sơn quả thực vô cùng trang nhã, không giống một ngôi chùa mà giống một trang viên riêng hơn. Trong sân còn có một phòng thiền tên là Duy Ma Thức, đúng hơn là một phòng thiền chống đạn. Nó được chuẩn bị đặc biệt cho tỷ phú Lý Gia Thành. Mặc dù chỉ có 2 tầng nhưng lại được trang bị thang máy. Sàn và tường được gắn tấm thép dày tới 2cm, có thể chống chịu bom đạn. Người bên ngoài tuyệt đối không có cách nào vào được. Những điều này có ý ám chỉ rằng bí ẩn phong thủy đằng sau chùa Tử Sơn thực sự không hề đơn giản. Bí mật phong thủy của chùa Tử Sơn. Như một số lời đồn mà Tâm Linh Cuộc Sống đã nhắc đến ở đầu video, chùa Tử Sơn được xây dựng bởi tỷ phú Lý Gia Thành liệu có thực sự là một sự sắp xếp phong thủy để bảo vệ sự nghiệp gia đình Lý Thị? Xét theo vị trí toàn bộ ngôi chùa Tử Sơn có thể thấy, đây là một bố cục tiêu chuẩn Bắc Nam, không chỉ quay lưng vào Bát Tiên Lĩnh mà còn hướng tới Vịnh Thuyền. Người xưa nói rằng, nơi nằm ở thế tựa núi nhìn sông là một nơi phong thủy tuyệt vời. Khi chính phủ Hồng Kông bán đấu giá khu đất này, nó bị cấm sử dụng vào mục đích thương mại. Tuy nhiên sau đó Lý Gia Thành đã đưa ra lời đảm bảo tuyệt đối, cùng hơn 70 triệu để mảnh đất này đứng tên mình. Khi xét thấy phong thủy của khu đất này rất tốt, ông đã quyết định xây chùa. Lý Gia Thành đã mạnh tay chi 1,5 tỷ đô la Hồng Kông để đầu tư. Theo đó, dưới sự mở đầu của Lý Gia Thành, nhiều người giàu có ở Hồng Kông cũng quyên góp tiền cho chùa Tử Sơn.
chùa đã nhận được khoản đầu tư gần 3 tỷ nhân dân tệ, nên không cần thu phí vào cửa hay phí thắp hương. Vì vậy, chùa Từ Sơn chủ định không giống như những ngôi chùa nổi tiếng khác, không nhận tiền phí. Nơi đây chỉ giống như một trang viên riêng để tiếp đón du khách hành hương. Bố cục của chùa Từ Sơn được chia theo trục trung tâm và hoàn chỉnh với Thanh Long bên trái và Bạch Hổ bên phải. Thanh Long cư trú trong phía đông, mang hàm ý sở hữu. Bạch Hổ đóng vai trò vị thần sát phạt nằm ở phía tây, nhằm xua đuổi tà ma và tai họa đất đai. Khi nhìn theo hướng đất thì hữu Bạch Hổ không nên cao hơn Thanh Long, vì khí thế của Bạch Hổ ngẩng đầu quá cao sẽ lấn át Thanh Long. Đà tăng quá cao sẽ trở thành điểm xấu, nên vị trí của Thanh Long phải cao hơn Bạch Hổ. Điều đặc biệt là vị trí Thanh Long ở chùa Từ Sơn rất tốt. Tuy tượng Quan Âm cao 76m, nhưng vị trí của Bạch Hổ đều là kiến trúc thấp. Điều này giúp ngôi chùa không chỉ đạt được sự cân bằng hoàn hảo, mà còn tạo ra địa thế rồng quy tụ. Phía sau chùa Từ Sơn là Bát Tiên Lĩnh. Long mạch này bắt đầu từ núi La Phủ ở Quảng Đông, đi qua Đông Quản, Thâm Quyến và Hồng Kông, cuối cùng kết thúc ở Bát Tiên Lĩnh. Con rồng xanh uốn cong sâu trong nước, đi qua các huyệt đạo chính và bao trọn vùng nước trời ban ở giữa. Nước này tượng trưng cho sự phú quý và thịnh vượng. Rõ ràng điểm mấu chốt quan trọng nhất của chùa Từ Sơn chính là thủy. Trùng hợp là hành thủy rất hợp mệnh với Lý Gia Thành, nên ông đã xây dựng một bức tượng Quan Âm tịnh thủy khổng lồ bên ngoài ngôi chùa, mặc dù phải tiêu tốn một số tiền rất lớn. Toàn bộ ngôi chùa được xây dựng bằng gỗ cẩm lai nhập khẩu và quy định các tín đồ chỉ được sử dụng nước tinh khiết để lễ Phật. Thực tế, để phù hợp với phong thủy, khách hành hương nên dùng gáo gỗ do chùa cung cấp để lấy nước từ dãy bồn nước bằng xô. Sau đó đi bộ đến bể lớn dưới chân tượng Bồ Tát và đổ trực tiếp vào đó. Khi hoàn thành nghi lễ này, các tín đồ sẽ mang lại sức sống và may mắn cho bản thân. Ngoài ra, nước sinh hoạt có thể phát huy tài lộc và giúp ích nhất định trong việc cải thiện may mắn tài chính. Kho báu Phật giáo bên trong Từ Sơn Tự. Chùa Từ Sơn chính thức hoạt động vào ngày 15 tháng 4 năm 2015. Bản thân Lý Gia Thành khẳng định chùa Từ Sơn được xây dựng dành riêng cho người dân Hồng Kông, với mục đích ban đầu là để quảng bá Phật giáo mà không phải là khu vườn riêng của Lý Gia. Tuy nhiên, vẫn chưa ai biết mục đích thực sự của việc ông hạn chế tiếp đón và ý nghĩa đặc biệt đằng sau việc ngăn cản người dân thắp hương cúng Phật là gì. Bố cục phong thủy hàng đầu ở Hồng Kông hiện nay chính là chùa Từ Sơn của Lý Gia Thành. Có tin đồn rằng, mặc dù bên ngoài là một ngôi chùa, nhưng đây thực chất là một lăng mộ tư nhân. Vậy những lời đồn này có đáng tin hay không? Xét về bố cục phong thủy, ở giữa chùa Từ Sơn có một bảo tàng Phật giáo. Đây là vị trí chính của phong thủy trong toàn bộ chùa mà bất cứ ai đã từng đến chùa Từ Sơn đều có thể nhìn thấy. Bản thân quy hoạch, thiết kế và xây dựng chùa không những hoàn hảo, mà nơi đây còn lưu giữ một số lượng lớn kho báu Phật giáo, cũng như các bức tượng và đồ cổ vô giá được sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới. Những bảo vật Phật giáo này tồn tại từ thời Nam Bắc Triều, thời Bắc Ngụy đến thời nhà Thanh. Mỗi bức tượng Phật đều được bao bọc bằng một hộp thủy tinh không chỉ chống đạn mà còn tạo ra hiệu ứng độ nét cao. Tuy nhiên, mục đích lớn nhất là phản ánh đẳng cấp trong cộng đồng phong thủy Hồng Kông. Không thể phủ nhận cách bố trí của địa điểm và cách xử lý phía trước cổng núi là một quy hoạch rất thành công. Vị trí của bảo tàng này nằm dưới tượng Quan Âm. Nói một cách đơn giản, toàn bộ ngôi chùa đều được trang trí hình tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng không ai có thể chạm vào. Cư dân mạng gọi đây là kho báu nhà họ Lý. Sự thật phía sau những lời đồn thổi. Vào ngày 15 tháng 7 năm 2022, Lý Gia Thành khi đó 96 tuổi đã ngồi xe lăn đến chùa Từ Sơn để cầu phúc. Có thể thấy, lúc này dấu hiệu lão hóa của Lý Gia Thành đã dần hiện rõ. Lưng ông không chỉ khom mà mái tóc cũng đang dần mỏng đi, mặc dù ông là một tỷ phú sở hữu tài sản ròng hàng trăm tỷ đồng. Vậy nên, dù người giàu đến đâu khi đối mặt với quy luật sinh lão bệnh tử cũng không thể làm được gì. Tuy nhiên, họ lại có thể trì hoãn sự lão hóa đến mức tối đa, thậm chí là thay đổi góc độ của cái chết. Như vua sòng bạc Ma Cao, Hà Hồng Sân vô tình ngã và bị thương ở đầu khi ông 84 tuổi. Vụ tai nạn này khiến ông suýt mất mạng, nhưng may mắn thay, ý chí sinh tồn mạnh mẽ đã cho ông một mạng sống bằng cách tiêm thuốc kéo dài trị giá 1.000 USD mỗi ngày. Mỗi ngày phải chi hàng trăm triệu đô la, mọi người đều thấy rằng mọi cố gắng chỉ như hạt cát giữa sa mạc. Nhưng không ai có thể ngờ rằng điều kỳ diệu sẽ thực sự xảy ra. Với sự giúp đỡ của vận mệnh, ông có thể sống đến năm 2000 và qua đời ở tuổi 99. Tỷ phú Lý Gia Thành rất chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe. Từ năm 70 tuổi, ông đã sử dụng nhiều loại thuốc chống lão hóa. Đó là một trong những loại thuốc rất có giá trị, khi mỗi viên có giá lên tới 1,6 triệu tệ,
nhờ tác dụng vượt trội của nó. Lý Gia Thành cũng đã đầu tư vào nhiều công ty công nghệ sinh học với số tiền hàng trăm triệu nhân dân tệ. Đây có thể là lý do khiến ông chưa bao giờ gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Cho nên bên ngoài có câu nói, Lý Gia Thành bỏ ra 290 triệu USD để xây chùa từ thiện, thực chất là dùng phong thủy để tích đức, kéo dài tuổi thọ cho mình. Thực sự nếu Lý Gia Thành đã nói, thuần túy là để làm việc thiện, vậy tại sao không dùng 3 tỷ xây nhà ở giá rẻ để cung cấp cho những người không có nhà ở? Công đức này chẳng phải càng lớn và trực tiếp hơn sao? Kỳ thực việc xây dựng ngôi chùa này còn có một ý nghĩa khác, đó là giúp ông xoa dịu lòng mình. Bởi vì Lý Gia Thành rất tin vào phong thủy. Bây giờ khi đã ở tuổi gần đất xa trời, ông cũng muốn tìm một mảnh đất phong thủy tốt làm nơi âm trạch, bảo vệ con cháu nhà họ Lý và công việc kinh doanh của gia tộc. Nhân danh cầu phúc, cửu cúc nhất phái, chôn dao cắm kiếm ở Ngọc Sơn, tiêu diệt huyết mạch Đài Loan, liên tục gây ra thiên tai động đất. Trên đỉnh Nhật Nguyệt Hồ và Ngọc Sơn ở quốc đảo Đài Loan ẩn chứa một thuật phong thủy dùng để chặt đứt huyết mạch của quốc gia này. Và việc chặt đi huyết mạch này không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế xã hội, mà còn khiến cho đất nước này gặp phải trận động đất kinh hoàng vào năm 1999. Đó chính là thuật chôn dao cắm kiếm. Đây được xem là một trong những trận pháp nguy hiểm và độc ác nhất mà cửu cúc nhất phái và những tu sĩ Nhật Bản từng sử dụng nhiều lần trong lịch sử. Và lần này, nó đã được sử dụng với Đài Loan. Rốt cuộc, môn phái này còn ẩn giấu những âm mưu gì? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Tháng 8 năm 1999, một tu sĩ người Nhật Bản tên Yamada Chisen đã cải trang thành nhà sư đến Đài Loan để truyền bá Phật Pháp với lý do bảo vệ hòa bình thế giới. Lợi dụng thân phận này, Yamada Chisen đã nhanh chóng giành được lòng tin của người dân Đài Loan. Ông không chỉ được người dân đón tiếp nồng nhiệt mà còn được một hướng dẫn viên chuyên nghiệp dẫn đi khắp đảo Đài Loan. Sau khi tham quan toàn đảo, Yamada Chisen đột nhiên đưa ra yêu cầu được xây dựng một tháp gạch 9 tầng trên hồ Nhật Nguyệt để biểu trưng cho hòa bình thế giới. Mọi chi phí xây dựng sẽ do chính phủ Nhật Bản chi trả. Chính quyền Đài Loan khi nghe tin nhà sư Nhật Bản muốn đầu tư xây dựng tòa tháp hòa bình nên đã sẵn sàng chấp thuận. Chỉ trong thời gian ngắn, một tháp gạch đen kịt được bao quanh bởi 6 trụ đá đã được hoàn thành. Theo Yamada Chisen, những thứ này được chuẩn bị cho lễ hội hòa bình. Sau khi lễ hội kết thúc, ông cũng đã theo đúng thỏa thuận trở về Nhật Bản. Tuy nhiên, chưa đầy một tháng sau đó, Đài Loan đã xảy ra một trận động đất với cường độ 7,6 độ Richter, khiến 2.400 người thiệt mạng, hơn 10.000 người bị thương cùng hàng chục vạn ngôi nhà đổ sập. Đây được xem là trận động đất lớn nhất trong lịch sử địa phương. Một điều trùng hợp là tâm chấn của trận động đất nằm ở huyện Nam Đầu, bên rìa hồ Nhật Nguyệt, cũng chính là vị trí của miếu tiên đế. Hồ Nhật Nguyệt nằm ở phía nam của dãy núi Trung ương, cách trung tâm Đài Loan chỉ 10 km. Có thể nói rằng miếu tiên đế cạnh Nhật Nguyệt Hồ gần như chính là trung tâm của Đài Loan, nơi khí vận tụ tập. Trong khi phần lớn mọi người tích cực cứu trợ thiên tai, thì một số người theo chủ nghĩa siêu hình ở Đài Loan lại cảm nhận rằng trận động đất này có vẻ quá kỳ lạ. Mặc dù Đài Loan nằm trong vành đai Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra động đất, nhưng thiên tai với cấp độ như vậy là điều hiếm gặp. Hơn nữa, trận động đất xảy ra quá đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, giống như một trận động đất nhân tạo. Họ không khỏi liên kết vụ động đất này với sự kiện Nhật Bản xây dựng tòa tháp cách đó gần một tháng. Vì sao thảm họa động đất bất ngờ lại xảy ra? Vào năm 1999, Đài Loan đột ngột xảy ra động đất. Rất nhiều người cho rằng thảm họa này là do cửu cúc nhất phái đang cố tình gây rắc rối. Họ đã cắm một thanh kiếm trên đỉnh Ngọc Sơn và hồ Nhật Nguyệt, âm mưu sử dụng tà thuật để tiêu diệt huyết mạch của Đài Loan. Theo tiết lộ của một đại sư huyền học ở Đài Loan, từ đầu họ đã nghi ngờ mục đích của Yamada Chisen. Bởi trước khi rời khỏi Đài Loan, ông đã xây một tháp hình vuông ở miếu tiên đế. Thông thường một tòa tháp được xây dựng thường có hai lý do. Một là để thờ xá lợi và hai là để trấn áp. Từ cổ chí kim, không có ai xây dựng nên một tòa tháp với lý do gìn giữ hòa bình cả. Ngoài ra, không ai biết lý do vì sao Nhật Bản lại đến Đài Loan để cầu hòa. Rõ ràng vị tăng sĩ Yamada Chisen này có ý đồ không tốt, nên kể từ khi tháp được xây dựng, người dân Đài Loan liên tục cảm thấy bất an về mặt phong thủy.
Ngoài những lý do trên, các bậc thầy phong thủy Đài Loan còn cho rằng vị trí của tháp tại lòng hồ Nhật Nguyệt là nơi vô cùng đặc biệt thuộc về Long Mạch. Do đó, xây dựng tháp ở đây chính là nhằm cắt đứt Long Mạch của Đài Loan, chứ không phải chỉ cầu nguyện hòa bình. Để tìm ra sự thật, nhiều bậc thầy dân gian đã đến trước miếu tiên đế, vượt qua nhiều áp lực để phá hủy tòa tháp tứ phương này. Quả nhiên, họ đã phát hiện ra một vật vô cùng bất thường được chôn dưới chân tháp. Đầu tiên là một thanh kiếm bằng kim loại dài 2,8 mét, nặng hơn 30 cân, được khắc đầy những dòng chữ bí ẩn. Vào thời cổ đại, những thanh kiếm như thế thường được sử dụng để trấn áp. Trùng hợp là vị trí này chính là điểm bụng Long Mạch của Đài Loan. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc đặt một thanh kiếm như thế trong tháp chính là để phá hủy Long Mạch. Sau đó, các nhà phong thủy còn phát hiện ra rằng Yamada Chinsen không chỉ xây dựng tháp ở Hồ Nhật Nguyệt mà còn từng đến đỉnh Ngọc Sơn, ngọn núi cao nhất của Đài Loan, để chôn một số vật lạ ở đó. Khi nghe điều này, họ lập tức vội vã lên núi Ngọc Sơn. Bởi vì đỉnh núi này chính là điểm đầu của Long Mạch Đài Loan, nên việc đặt những vật dụng sắc bén tại đây chắc chắn là nhằm mục đích phá hoại. Một lưỡi dao nhọn nặng 70kg cùng với 20 lá cờ Nhật Bản nhỏ, 20 lá cờ Đài Loan cũng như một số quả cầu pha lê và ngọc bích được đặt tại đây. Sau khi tìm hiểu, các nhà phong thủy biết rằng Yamada Chinsen đã dựng 6 cọc gọi là trụ hòa bình trước miếu tiên đế, thực ra là để ghim vào Long Mạch của Đài Loan. Để chứng minh suy luận của mình là chính xác, họ đã nhờ người dân cưa bỏ những cột này. Và thật vậy, rất nhiều pháp khí đã được ấn trong đó. Làm sao mà một người sư Nhật Bản lại biết nhiều như vậy, thậm chí là suýt thành công phá hủy Long Mạch của Đài Loan. Giao kiếm tại Hồ Nhật Nguyệt và đỉnh Ngọc Sơn. Yamada Chinsen thực ra không phải là nhà sư mà là một tu sĩ thuộc phái Cửu Cúc Nhất Cải Trang Thành, sau đó đến Đài Loan với mục đích đóng đinh vào Long Mạch nhằm phá hoại Đài Loan. Một cuộc chiến phong vân Trung Nhật kéo dài nhiều năm, cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng? Thuật phong thủy này đã từng được phái Cửu Cúc Nhất sử dụng để phá hủy Thượng Hải, nơi được xem là trung tâm tài chính thế giới. Với thiết kế theo hình dạng của một lưỡi dao quân sự nhằm chặt đứt huyết mạch Thượng Hải. Tuy nhiên, con dao này cuối cùng lại bị đè bẹp dưới tháp Thượng Hải, dùng sức mạnh tuyệt đối để dập tan. Phái Cửu Cúc Nhất trong lịch sử từng là sứ thần được Nhật Bản cử đến Trung Quốc, chủ yếu nghiên cứu âm dương và kỳ môn độn giáp. Sau đó những người này trở về Nhật Bản, rồi dần dần hình thành nên hai phái quan trọng. Một là âm dương sư, còn một là Cửu Cúc Nhất. Ở Nhật, hai phái này đều nổi danh về việc thuần thục sử dụng pháp phong thủy. Bộ phim Cảnh sát trừ tà do Lâm Chính Anh đóng chính cũng có nhắc đến môn phái Cửu Cúc Nhất. Trong phim, nữ chính Michiko Nishikyo bình thường rất tuân thủ kỷ cương, lễ phép, nhưng đến lúc then chốt lại tỏ ra vô cùng hung dữ. Cô thường dùng một sợi dây đỏ mảnh chấm nước để tấn công đối phương khiến họ bất tỉnh. Và Michiko Nishikyo chính là thành viên của Cửu Cúc Nhất phái, một giáo phái khét tiếng. Chúng ta đều biết hoa quốc hoa của Nhật Bản là hoa anh đào, nhưng đối với quốc gia này, hoa cúc cũng là chiếm một vị trí rất quan trọng. Người ta nói rằng trong tổ chức Cửu Cúc Nhất, phần lớn thành viên đều đeo hoa cúc tám cánh, chỉ có số ít cao thủ mới được đeo hoa chín cánh. Những cao thủ này rất thành thạo các kỹ năng nuôi dưỡng hoa cúc khiến nó đua nở quanh năm. Trong những năm gần đây, phái Cửu Cúc Nhất ngày càng lớn mạnh, nhiều quốc gia trên thế giới đã xuất hiện những dấu hiệu của họ, chẳng hạn như tình huống thời tiết của Đài Loan mà chúng ta vừa đề cập. Mặc dù những nhà phong thủy dân gian đã phát hiện ra âm mưu trong hành động của Yamada Chinsen, nhưng đã quá muộn. Theo các tài liệu cổ xưa, chu kỳ chuyển động của trái đất là 20 năm trên lần, tức là năm 1999 đến năm 2019-2020 là một trong những thời điểm quan trọng. Điều kỳ lạ là vào năm 2020, Đài Loan đã trải qua một trận hạn hán thế kỷ. Mặc dù có rất nhiều cơn bão xung quanh, nhưng tất cả đều tránh khỏi Đài Loan, khiến lượng mưa cục bộ vô cùng khan hiếm. Thậm chí, những bức cửu oa điệp tượng của Hồ Nhật Nguyệt cũng được lộ ra do thiếu nước. Những bức tượng này và Hồ Nhật Nguyệt được cho là có mối quan hệ cân bằng và bổ sung. Nhưng khi không còn được sông ngòi bảo vệ, cửu oa điệp tượng trực tiếp phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, làm chúng bị hư hại và tổn thương, gây ảnh hưởng xấu đến phong thủy khu vực. Liệu những biến cố này có phải là một trong những kế hoạch của phái Cửu Cúc Nhất nhằm phá hoại triệt để phong thủy Đài Loan?
mời các bạn để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Truyền thuyết về Long Mạch Đất ở núi Tần Lĩnh, tìm ra lời tiên tri 7 ký tự của Lưu Bá Ôn. Vì sao Nhật Bản triển khai 7 hai đinh trấn giữ Long Mạch Tần Lĩnh? Có phải dãy núi Tần Lĩnh thực sự là một long mạch nằm bất động hay không? Nhiều lời đồn rằng, trong quá trình đào đường hầm Tần Lĩnh, đội thi công đã phát hiện ra một con mãng xà dài hàng trăm mét. Người chặt đứt con mãng xà cũng đột ngột qua đời một cách bí ẩn. Liệu nơi đây thực sự có thần thú bảo vệ long mạch như những lời đồn thổi? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Sự cố phá hủy long mạch trong đường hầm Tần Lĩnh. Tần Lĩnh là một trong những dãy núi kỳ diệu nhất của Trung Quốc. Đó không chỉ là ranh giới giữa hai miền Bắc và Nam, mà tương truyền đây còn là huyết mạch Trung Long hưng thịnh. Long mạch là một thuật ngữ độc đáo của Trung Quốc. Trong quá khứ, đó được coi là nơi tích tụ khí vận của quốc gia, có thể ảnh hưởng đến sự thịnh vượng và suy vong của một triều đại. Trung Quốc tổng cộng có 3 long mạch, tất cả đều bắt nguồn từ núi Côn Luân và trải dài về phía đông, chia thành 3 long mạch Bắc, Trung và Nam. Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, nước Tần chính là quốc gia nằm trên long mạch Trung Long. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc để làm cho nền móng Đại Tần vĩnh hằng, ông đã cho phá hủy các mạch rồng Bắc và Nam, chỉ giữ lại mạch rồng Trung ương. Nhưng có lẽ Tần Thủy Hoàng đã quên một nguyên lý rằng, ở đời cái gì quá nhiều cũng không tốt. Khi hai long mạch Bắc và Nam bị phá hủy, long khí đều tụ tập về long mạch Trung, nhưng lại không thể mang đến sự thịnh vượng lâu dài cho Đại Tần, mà trái lại, quốc gia này lại sụp đổ chỉ sau hai đời. Sau khi triều đại nhà Tần sụp đổ, các thế hệ sau đều cho rằng long mạch Trung Quốc đã khôi phục bình thường, vận khí dư thừa đã tản ra khắp đất đai Hoa Hạ. Đây có thể là lý do khiến nhiều nơi sau này không có long mạch vẫn có thể sinh ra các hoàng đế. Theo phong thủy hiện đại, vùng đất Hoa Hạ ngày nay, đặc biệt là khu vực núi Tần Lĩnh, là nơi có long mạch mạnh nhất. Vì thế, nơi đây xuất hiện nhiều truyền thuyết dân gian kỳ lạ, đặc biệt là các thần thú trấn giữ dãy núi này. Có thông tin cho rằng, vào ngày 8 tháng 1 năm 2001, tại một đoạn công trường của hầm đường bộ Tần Lĩnh, người ta bất ngờ phát hiện ra một hang động bí ẩn. Hang động này rất lớn, bên trong có nhiều con rắn khổng lồ. Con dài nhất lên đến hơn 100 mét với thân hình to như thùng nước. Nếu điều này là thật, thì chắc chắn chúng thuộc loại rắn khổng lồ thời kỳ nguyên thủy. Điều kỳ lạ hơn nữa là những con rắn này có màu trắng như tuyết, cùng đôi mắt phát sáng màu đỏ máu. Sau khi tin tức được lan truyền, một số người cho rằng chúng có thể là thần thú bảo vệ của long mạch Tần Lĩnh. Trong khi những người khác cho rằng khu vực này có nhiều lăng mộ của các hoàng đế, nên những con rắn ấy có thể là những người bảo vệ lăng mộ. Mặc kệ những lời bàn tán xôn xao, đội ngũ thi công cho rằng đây chỉ là con rắn lớn, nguy hiểm, cần phải xử lý ngay. Ban đầu họ muốn đuổi chúng đi, nhưng với kích thước khổng lồ như vậy, việc đó không hề đơn giản. Nếu rắn chạy vào khu vực sinh sống, liệu có gây nguy hiểm cho những người dân xung quanh đó hay không? Cuối cùng, không còn cách nào khác, chỉ có thể giải quyết triệt để ổ rắn. Sự việc này có thể chỉ là một tình huống nhỏ trong quá trình thi công, là chủ đề bàn tán của mọi người trong những buổi trà chiều. Nhưng điều mà đội thi công không ngờ tới là vài ngày sau, một số công nhân phụ trách xử lý những con rắn lại đột ngột qua đời một cách kỳ lạ. Trên người họ không có bất kỳ vết thương nào và cũng không mắc bệnh gì, chỉ đơn giản là chết một cách bí ẩn. Nhưng những lời đồn kỳ lạ về núi Tần Lĩnh không chỉ dừng lại ở đây. Vì muốn phá hoại long mạch của Trung Quốc, Nhật Bản đã bố trí 72 chiếc đinh để trấn giữ long mạch Tần Lĩnh. Ngoài ra còn xây dựng nhiều cọc trong tầng hầm của những biệt thự. Đại chiến long mạch giữa hai quốc gia Trung, Nhật. Năm 2004, khu vực núi Tần Lĩnh bắt đầu xuất hiện nhiều biệt thự, mặc cho Trung Quốc đã sớm đưa ra lệnh cấm xây dựng biệt thự xung quanh dãy núi này. Vì vậy, tất cả những biệt thự này đều là công trình vi phạm. Nhưng điều kỳ lạ là sau khi bị phong tỏa, không ai dám đến nhận mình là chủ nhân của những căn biệt thự này. Rất nhiều suy đoán về những bí ẩn đằng sau hành động xây dựng được đưa ra. Một trong số đó là có người cố tình muốn phá hoại long mạch của Trung Quốc. Năm 2008, một công ty bất động sản mang tên Yifeng International
đã tiến vào tỉnh Thiểm Tây và giành quyền phát triển ở khu vực Tần Lĩnh. Công ty này có nền tảng sâu sắc, chủ của công ty là người Nhật và tổ tiên của bà ấy là một sĩ quan chiến tranh từng tham gia vào cuộc chiến xâm lược Trung Quốc. Lý do mà công ty này chọn xây dựng biệt thự ở Tần Lĩnh là do ảnh hưởng của cộng đồng phong thủy Nhật Bản. Theo thông tin, vào năm 2018, điều tra viên Ngô Quang Minh thuộc Cục 749 đã bắt đầu điều tra bí mật về khu biệt thự. Ông phát hiện ra rằng những biệt thự này đều thuộc dạng xây dựng vi phạm. Chính quyền cũng đã nhiều lần ra lệnh tháo dỡ, nhưng bên dưới lại không thực hiện. Một đêm, nhân lúc trời tối, Ngô Quang Minh đã lẻn vào bên trong khu biệt thự. Tại đây ông phát hiện ra rằng khu biệt thự bề ngoài có vẻ vô hại, nhưng vị trí phân bố của các biệt thự bên trong lại rất có ý nghĩa. Chúng nằm ở các phương vị Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn và Đoài. Đây rõ ràng là thế trận thập tam khốn long ấn. Những người xây dựng lên công trình này rốt cuộc đang có ý định gì? Với câu hỏi này, Ngô Quang Minh bước vào một biệt thự và phát hiện bên trong không có bất kỳ thiết bị nào, chỉ là một tòa nhà chưa hoàn thiện, mặc dù đã được xây dựng hơn 10 năm. Sau đó, ông tiếp tục đi sâu vào bên trong. Kết quả là trong tầng hầm của biệt thự, Ngô Quang Minh đã phát hiện ra sự thật. Hóa ra bên dưới biệt thự, họ đã sử dụng bê tông cốt thép để xây dựng những cọc sâu hàng chục mét. Những cọc sâu này giống như những thanh kiếm sắc bén đâm vào long mạch của Tần Lĩnh. Dựa vào vị trí của biệt thự, thế trận kết hợp với cọc sâu thì ý đồ của người thiết kế đã trở nên rõ ràng. Chứng kiến thế trận này, Ngô Quang Minh cảm thấy vô cùng bất ngờ. Ông lập tức báo cáo lên cơ quan lãnh đạo và giải thích tường tận sự việc. Cuối cùng, toàn bộ các công trình xây dựng vi phạm đều bị cưỡng chế tháo dỡ. Trong khi tháo dỡ những cọc sâu, người ta phát hiện ra một số bộ xương người trong lòng đất. Hóa ra, họ không chỉ đang thi công những cọc sâu thông thường, mà còn là những cọc sống, một hình thức hiến tế con người ở các khu vực Đông Á nhằm mục đích cầu nguyện cho sự thành công của dự án. Sự việc này được truyền tai trong dân gian, tuy nhiên chưa có ai xác minh được. Dĩ nhiên, những điều kỳ lạ ở dãy Tần Lĩnh không chỉ dừng lại ở đó. Công thần khai quốc Triều Minh, Lưu Bá Ôn cũng để lại dấu ấn tại dãy núi được xem là long mạch này. Truyền thuyết kể rằng, trong quá trình xây dựng hầm Tần Lĩnh, người ta đã đào được một tấm bia tiên tri của Lưu Bá Ôn, nhắc nhở họ phải đi đường vòng. Rốt cuộc, đây là tiên tri chân chính hay chỉ là sự trùng hợp lịch sử? Lời tiên tri 7 ký tự của Lưu Bá Ôn. Theo nhiều tin đồn, đây là một sự kiện xảy ra khi thi công đoạn B của đường hầm Tần Lĩnh. Thời điểm đó, thiết bị thi công đã vào sâu trong núi. Mỗi bước di chuyển đều gặp khó khăn. Đúng lúc đó, máy móc bỗng bị kẹt bởi một vật cứng không thể nhúc nhích. Nhân viên lập tức tiến đến kiểm tra và phát hiện ra thứ chắn trước máy móc dường như là một bia đá khổng lồ. Việc một bia đá xuất hiện tại đây không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng tảng đá này rõ ràng có chất liệu khác biệt so với đá ở Tần Lĩnh. Ngoài ra còn có dấu vết của việc được chạm khắc thủ công. Bia đá hiện đang nằm ở sâu trong dãy núi, xung quanh đều là những tảng đá cứng, đến mức con người phải dựa vào những máy móc tiên tiến nhất mới có thể khai thác được. Vậy tại sao nó lại có thể nằm ở đây? Những công nhân sau đó đã dọn dẹp xung quanh bia đá và di chuyển nó ra ngoài. Lúc này mọi người phát hiện trên bia đá có khắc dòng chữ "Phải đi đường vòng, Lưu Bá Ôn". Bảy chữ này không phải là một câu nói sâu sắc, mà chỉ đơn giản là nói rằng hãy đi đường vòng qua tảng đá này. Lưu Bá Ôn là công thần khai quốc của triều Đại Minh, là một nhà quân sự và chính trị nổi tiếng trong lịch sử, đồng thời còn tinh thông thiên văn, chiêm tinh và phong thủy. Nhiều người cho rằng ông còn thần kỳ hơn cả Gia Cát Lượng, nhưng quan trọng là Lưu Bá Ôn đã sống cách đây hơn 600 năm. Làm sao ông có thể biết rằng 600 năm sau, con người sẽ khai thác đường hầm Tần Lĩnh đúng chỗ bia đá này? Ngoài ra, làm thế nào ông lại có thể đặt bia đá tại đây mà không hề có máy móc hiện đại nào hỗ trợ? Lúc này, một câu chuyện về Lưu Bá Ôn và Chu Nguyên Chương bắt đầu xuất hiện trong tâm trí mọi người. Theo truyền thuyết, sau khi Chu Nguyên Chương thống nhất thiên hạ, lại thường mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ, có người nổi dậy cướp lấy giang sơn của nhà Chu. Vì vậy, Chu Nguyên Chương đã đặc biệt yêu cầu Lưu Bá Ôn đi khắp nơi để chặt đứt tất cả các long mạch trên toàn quốc, cắt đứt long khí của những mạch này. Như vậy sẽ không phải lo sợ có người nổi dậy. Lưu Bá Ôn sau đó đã lập tức bắt tay vào thực hiện. Ông đã đi khắp mọi nơi.
mỗi khi đến một vùng đất có long mạch, sẽ thực hiện một số hành động như đào giếng, xây tháp, phong tỏa núi hoặc dựng bia. Những việc này đều nhằm mục đích chặt đứt hoặc áp chế long mạch. Sau nhiều năm, những long mạch thừa thãi trên đất Hoa Hạ đã được loại bỏ, chỉ còn lại long mạch ở Nam Kinh và Tần Lĩnh. Khi Lưu Bá Ôn đến Tần Lĩnh, ông đã tính toán và cho rằng long mạch ở Tần Lĩnh là nền tảng của dân tộc Hoa Hạ. Nếu bị chặt đứt hoặc áp chế, sẽ gây ra một thảm họa lớn. Hơn nữa, Đại Minh sau này cũng sẽ không vì long mạch ở Tần Lĩnh mà diệt vong. Do đó, Lưu Bá Ôn không chặt đứt long mạch tại đây, mà chỉ để lại một tấm bia để cảnh báo thế hệ sau. Vậy tấm bia được khai thác trong đường hầm Tần Lĩnh có phải thực sự là tác phẩm của Lưu Bá Ôn cách đây 600 năm hay không? Dãy Tần Lĩnh như một long mạch đã sớm được dân gian thần thánh hóa, vì vậy có rất nhiều truyền thuyết về nó. Bạn nghĩ gì về video ngày hôm nay? Đừng quên để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận nhé! Sự cố Cửu Long Trụ Thượng Hải. Một nhà sư lỗi lạc đã qua đời một cách bí ẩn sau khi làm lễ pháp tại nơi này. Cửu Long Trụ ở Thượng Hải là một vấn đề gây tranh luận suốt hơn 20 năm, nhưng không ai có thể giải thích rõ ràng nguồn gốc của trụ cột này. Theo truyền thuyết, một vị cao tăng đã có mặt tại công trường suốt 3 ngày đêm, cuối cùng lại qua đời một cách bí ẩn vì đã tiết lộ bí mật động trời. Chúng ta thường nói, tận cùng của khoa học là huyền học. Liệu dưới Cửu Long Trụ này có thật sự đang chôn giấu điều gì không? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Nếu đi xe buýt ở Thượng Hải, chúng ta sẽ thấy một cây cột lớn được trang trí bằng những hình ảnh con rồng vàng. Nó nằm ở giao lộ của cao tốc Bắc Nam với cao tốc Diên An, cũng là tuyến đường giao thông quan trọng nối liền Thượng Hải từ mọi hướng. Mọi người đi qua đây đều bị thu hút bởi Cửu Long Trụ này, bởi nó được điêu khắc tinh xảo với hình ảnh rồng vàng lấp lánh. Nếu nhìn kỹ hơn, còn thấy được một vòng thép trắng bao quanh cột đá được khắc hình 9 con rồng vàng. Nhưng điều kỳ lạ là dưới chân cầu cao tốc này, nơi kết nối Đông Tây Nam Bắc, có hàng trăm hàng ngàn cây trụ, nhưng tại sao chỉ có Cửu Long Trụ là được bao phủ bởi rồng vàng? Một số chuyên gia văn hóa dân gian hầu như có thể nhận ra cách làm này rất có khả năng được sử dụng để trấn áp linh hồn. Vậy mục đích chính khi xây dựng Cửu Long Trụ là gì? Và tại sao lại để bố cục kỳ lạ như vậy ở địa điểm này? Vào thập niên 90, việc xây dựng đường cao tốc thực sự là bước ngoặt quan trọng trong việc phục hồi sức mạnh của Thượng Hải, và là một trong những yếu tố quan trọng để Thượng Hải trở thành một trong những thành phố hàng đầu thế giới. Nếu cầu cao tốc có thể được xây dựng thành công, mạng lưới giao thông hình chữ điền ban đầu của khu vực trung tâm Thượng Hải sẽ được nâng cấp trực tiếp lên một cấp độ mới với bố cục lớn hình chữ thân từ trên cao xuống dưới đất. Do đó, việc đóng cọc cho cầu cao tốc Diên An đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ nhiều người. Với sự ủng hộ tích cực từ cư dân Thượng Hải, các kỹ sư và công nhân đã làm việc hết mình không ngừng nghỉ. Tiến độ toàn bộ dự án diễn ra rất nhanh chóng. Tuy nhiên, điều khiến mọi người ngạc nhiên là cọc chính kết nối hai nút giao thông của đường cao tốc dù làm cách nào đi nữa cũng không thể đóng xuống được. Sự cố trên đã làm chậm trễ nghiêm trọng trong tiến độ công trình. Vì vậy, tất cả các đơn vị liên quan đến dự án phải gấp rút triệu tập các kỹ sư để tìm giải pháp. Sau khi tham khảo tài liệu địa chất liên quan, họ phát hiện rằng Thượng Hải thuộc vào vùng đồng bằng phù sa trước khi sông Dương Tử đổ ra biển, không có địa hình địa chất quá phức tạp. Vậy nhưng, cọc chính của nút giao thông quan trọng vẫn không thể nào đóng xuống được dù họ đã cố gắng bao nhiêu lần. Do đó, dự án cầu cao tốc Diên An của Thượng Hải đã phải tạm thời dừng lại. Những người công nhân đang làm việc tại công trường đều phải đối mặt với việc ăn không yên, ngủ không yên. Một lời đồn lan truyền kỳ lạ được lan truyền rằng cọc này không thể đóng xuống là vì vấn đề với long mạch của địa phương, hoặc có thể dưới đất thực sự tồn tại những điều bí ẩn. Nhiều ý kiến cho rằng có thể dưới chân cột có thực sự ẩn giấu một con rồng khiến dự án cầu cao tốc bị gián đoạn. Ngay khi lời đồn này lan truyền, đã lập tức nhận được sự phản đối mạnh mẽ từ các chuyên gia kỹ thuật, bởi họ cho rằng đây đơn giản là sự nhạo báng đối với khoa học. Trong thời đại công nghệ phát triển như vậy, con người đã chinh phục tự nhiên. Việc thám hiểm vũ trụ không phải là vấn đề, thì làm sao có thể vì gặp khó khăn trong một vấn đề kỹ thuật mà bắt đầu cầu nguyện, thờ phượng, phát sinh sự mê tín dị đoan. Vì vậy, các chuyên gia công nghệ từ mọi nơi đã nỗ lực hết mình, họ quyết tâm sẽ đóng được cọc vào đất trong khoảng thời gian quy định. Dù tất cả mọi người đều cố gắng hết sức, thì cọc đất vẫn không hề chuyển động. Một phần cọc đã cố gắng cắm được vào đất
nhưng vẫn không đạt đến tiêu chuẩn thiết kế công trình. Vấn đề bây giờ trở nên phức tạp hơn. Nếu không tìm ra nguyên nhân, dự án không thể hoàn thành đúng tiến độ. Tin đồn về long mạch trước đó lại bắt đầu lan rộng đến công trường. Thời gian không chờ đợi ai. Lúc này mọi người chỉ còn cách thử hết các phương pháp. Sau một cuộc điều tra bí mật, họ đã mời chân thiền đại sư của chùa Ngọc Phật ở Thượng Hải đến xem xét nút giao của hai đường cao tốc. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, vị đại sư nhắm mắt, đặt tay lên trán, im lặng suốt một lúc lâu. Mọi người đều hỏi vị đại sư liệu ông có cách giải quyết nào không. Chân thiền đại sư suy nghĩ một lúc, cuối cùng tiết lộ sự thật rằng lý do cọc không thể đóng vào là vì phía bên dưới có một con rồng đang ẩn mình. Cọc đất chính xác đâm vào phần thân của con rồng và đương nhiên nó không đồng ý để cọc được đóng xuống. Hiện tại nguyên nhân đã được xác định, giải pháp duy nhất là tiến hành một buổi lễ cúng để yêu cầu linh thần dưới đất nhường lại vùng đất này. Đến đây, vị đại sư thở dài một tiếng, bởi mọi sự tương quan đều là pháp Phật. Nếu ông đã tiết lộ bí mật thiên cơ, thì có lẽ thời gian tại thế của ông cũng không còn nhiều. Ông chỉ hy vọng lần này có thể mang phước lành cho Phật tử tại Thượng Hải, đồng thời cũng góp phần vào việc xây dựng Thượng Hải. Sau đó, theo gợi ý của chân thiền đại sư, mọi người đã khắc chạm 9 con rồng vàng trên cột chính. Điều này giúp khi đóng cọc, con rồng dưới đất sẽ cảm nhận được năng lượng của long tộc mà không chống đối. Tuy nhiên, trước khi làm điều này, ông cần một buổi lễ pháp để hỗ trợ. Vào ngày chân thiền đại sư làm lễ, khu vực công trường được bao quanh bởi những tấm vải ngăn người ngoài không thể nhìn thấy hay nghe thấy bất kỳ tiếng động nào từ bên trong. Người ta truyền tai nhau rằng buổi lễ pháp này kéo dài 3 ngày, cũng có người nói là 7 ngày. Khi buổi lễ pháp kết thúc, cửu long trụ thực sự đã được đóng cọc thành công và vị trí không hề sai lệch, hoàn toàn tuân thủ tiêu chuẩn thiết kế ban đầu. Hai tuyến đường cao tầng phía đông và phía tây nối tiếp nhau một cách hoàn hảo, vững chãi, đứng trên cột đầu chính ở giao điểm. Việc bảo mật trong toàn bộ quá trình diễn ra rất tốt, ngoại trừ những người quan trọng bên trong thì hầu như không ai biết. Vì vậy bên ngoài cũng không thể biết đến chi tiết của buổi lễ pháp ấy. Điều duy nhất mọi người có thể nhìn thấy chỉ là những dấu vết đặc trưng để lại. Ngoài ra, cây trụ khổng lồ này còn được trang trí bằng thép trắng với hoa văn rồng vàng. Bởi vì đây là điểm huyết mạch Thượng Hải và là khu vực giao nhau của cao tốc Đông Tây cùng Nam Bắc. Chính là vị trí của trung tâm Thượng Hải. Một số người địa phương nói rằng, lúc chân thiền đại sư thực hiện buổi pháp lễ này, họ đã tận mắt thấy rồng bay lên trời. Và chỉ từ đó, dự án cao tốc Thượng Hải mới có thể tiến triển thuận lợi. Tuy nhiên, điều mà không ai ngờ tới chính là, sau một thời gian ngắn từ khi đóng được cọc của cửu long trụ, chân thiền đại sư đã đột ngột qua đời. Trước đó, chân thiền đại sư dù tuổi đã 80 nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Tuy nhiên, sau 3 ngày đứng dưới cột cửu long, ông lại đột ngột qua đời. Ngay sau lễ tang của ông tại chùa Ngọc Phật, chúng Phật tử vì để tri ân công đức cả đời của ông đã in một quyển sách riêng về ông để tặng cho các tín đồ. Trong sách có ghi chép chi tiết về sự kiện liên quan đến buổi lễ. Nhiều người tin rằng có thể đại sư đã tiết lộ thiên cơ nên bị trừng phạt. Khi chân thiền đại sư tiến hành buổi lễ, ông đã biết trước số phận của mình. Chính bởi vì điều này đã làm cho nguồn gốc và truyền thuyết xung quanh cửu long trụ ở Thượng Hải trở nên bí ẩn hơn. Thậm chí trở thành một sự kiện bí ẩn mà đến nay không ai giải thích được. Tuy nhiên, cách giải thích trên lại không được các chuyên gia hiện tại chấp nhận. Theo quan điểm của họ, nguyên nhân của việc không thể đóng được cọc vào năm đó có thể được giải thích một cách khoa học. Thứ nhất là do khả năng kỹ thuật vào thời điểm đó chưa đủ phát triển. Thứ hai là có vấn đề lớn xảy ra trong quá trình thi công cọc móng. Không nên sử dụng tần suất đóng cọc quá nhanh vì điều này sẽ làm ma sát vào tầng địa chất đỏ, gây nên sự giãn nở do nhiệt độ, từ đó làm cản trở quá trình đóng cọc. Các chuyên gia lúc ấy đã nói, khi nhóm thi công không thể giải quyết vấn đề này, họ đặc biệt mời đến một chuyên gia xây cầu tới. Chỉ sau khi nhận được sự hướng dẫn từ chuyên gia, cọc móng ở cửu long trụ mới có thể được đóng xuống một cách suôn sẻ. Một kỹ thuật viên chịu trách nhiệm cho dự án này đã lên tiếng bác bỏ và cho biết rằng việc trang trí hình dáng của con rồng chỉ là để làm đẹp cho phong cảnh thành phố, chứ không nhằm mục đích nào khác. Tuy nhiên, những lời giải thích này không đủ thuyết phục một số người. Họ nghĩ rằng nếu chỉ đơn giản là để làm đẹp cho phong cảnh, thì tại sao các cột khác trên đường cao tốc ở Thượng Hải vẫn giữ nguyên vẻ ngoài ban đầu là bê tông? Chỉ có cột tại điểm giao nhau này mới được trang trí hình rồng và còn là hình rồng màu vàng. Hình ảnh nổi bật này hoàn toàn tương phản với vẻ ngoài xám xịt của bối cảnh xây dựng lúc bấy giờ. Sau đó, đã có một lời giải thích chuyên nghiệp khẳng định rằng cửu long trụ xuyên qua 4 tầng mặt đường nên có yêu cầu đặc biệt về góc nghiêng khi rẽ
gây khó chịu về thị giác và tiềm ẩn nguy cơ thiếu an toàn khi tham gia giao thông. Vì lợi ích an toàn của tài xế, thân cột được trang trí hình ảnh phù điêu vàng sáng bóng. Điều này giúp hạn chế ảnh hưởng đến tầm nhìn bình thường của người đi qua. Mặc dù có một số giải thích mang tính khoa học, nhưng sau khi chân thiền đại sư lễ pháp thành công lại viên tịch vào ngày thứ ba. Sự kiện bất ngờ về việc ông qua đời cho đến nay vẫn chưa có lời giải thích hợp lý. Vì vậy, Cửu Long Trụ đã trở thành một bí ẩn mà cho đến nay vẫn chưa ai có thể làm sáng tỏ. Bạn nghĩ gì về sự kiện này? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Bí ẩn thần linh bảo vệ ngôi mộ hình Phượng Hoàng của Võ Tắc Thiên. 400.000 người cũng không thể đào mộ. Đây là hình ảnh toàn cảnh của lăng mộ Võ Tắc Thiên. Nhìn từ trên cao, lăng mộ như một con Phượng Hoàng đang dang rộng đôi cánh. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy được hai con Phượng Hoàng này đã bị xé tim, cắt cánh và đuôi cũng bị đóng đinh. Nhiều tin đồn cho rằng có người đã cố ý phá hỏng phong thủy Phượng Hoàng của Võ Đế. Liệu có sự thật đáng sợ nào đằng sau sự việc này? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Bí ẩn phong thủy Càn Lăng bị phá hoại. Lăng mộ Võ Tắc Thiên nằm ở Càn Lăng, trên đỉnh Lương Sơn thuộc tỉnh Thiểm Tây và cách thành phố Tây An 76 km. Nhìn từ trên cao xuống, lăng mộ của Võ Đế rất giống một con Phượng Hoàng đang giăng cánh, sẵn sàng bay thẳng lên bầu trời. Tuy nhiên, sau khi quan sát toàn cảnh của Càn Lăng, một số người phát hiện vị trí trái tim của con Phượng Hoàng này đã bị đào rỗng, tạo ra những cái hố rất lớn. Phần cánh và đuôi của Phượng Hoàng cũng bị cắt đứt bởi hai đường dài. Hiện tượng này lập tức gây ra sự tranh luận rộng rãi. Có người cho rằng những hình ảnh kỳ lạ trên là để ngăn chặn Võ Đế tăng cường quyền lực, gây ra bất ổn xã hội. Cũng có người tin rằng cửu hỏa vận sắp đến và trong thời kỳ này phụ nữ sẽ chiếm ưu thế trong xã hội. Để ngăn chặn hiện tượng này xảy ra, có người đã cố ý phá hỏng chân phượng phong thủy của Võ Tắc Thiên. Tuy nhiên, phong thủy của lăng mộ Võ Tắc Thiên có thực sự mạnh mẽ như vậy không? Tại sao sau nhiều năm vẫn còn có người tin rằng phong thủy của ngôi mộ này có thể ảnh hưởng đến thế giới hiện tại? Xét về mặt phong thủy, lăng mộ của Võ Tắc Thiên thậm chí có thể xem là ngôi mộ phong thủy mạnh nhất trong lịch sử Trung Quốc. Theo truyền thuyết, khi Võ Tắc Thiên chọn địa điểm để xây lăng mộ, bà đã đặc biệt mời hai bậc thầy thời bấy giờ là Viên Thiên Cang và Lý Thuần Phong để đi tìm một mảnh đất phong thủy. Mặc dù là thầy trò, nhưng sức mạnh của Viên Thiên Cang cũng không hề tầm thường. Thậm chí còn có xu hướng vượt trội hơn so với thầy. Cuốn sách tiên tri kỳ diệu nhất của Trung Quốc, Thôi Bối Đồ, cũng là thành quả của hai sư đồ. Sau khi Viên Thiên Cang rời khỏi kinh thành, đã đi nhiều nơi, khám phá nhiều địa điểm phong thủy, nhưng không một nơi nào đạt yêu cầu. Cho đến khi ông đến một ngọn núi đá ở phía bắc huyện Càn, thì lập tức nhận ra đây là một báu vật phong thủy quý giá, ẩn chứa khí thế uy nghiêm của Long Phượng. Lăng mộ được xây dựng ở đây chắc chắn sẽ thành công, đạt được bất khả xâm phạm. Sau khi hoàn tất việc khảo sát địa điểm, Viên Thiên Cang lấy một đồng tiền và chôn ở vị trí trung tâm mảnh đất và trở về triều đình, tiếp tục cuộc sống thường ngày. Lý Thuần Phong sau khi đi du hành khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy một vùng đất báu vật phong thủy. Sau khi khảo sát, ông đặt một cây châm cài tóc vào vị trí trung tâm của mảnh đất. Sau khi quay trở lại triều đình, thì được biết Võ Tắc Thiên đã chọn được một địa điểm tốt, nhưng bà vẫn muốn so sánh, xem đâu là mảnh đất tốt hơn. Bất ngờ là cả hai sư đồ đều chọn cùng một khu vực nằm phía bắc huyện Càn. Vì vậy, Võ Tắc Thiên đã đích thân đến kiểm tra khu vực đó và phát hiện địa điểm của Viên Thiên Cang và Lý Thuần Phong đã chọn lại trùng khớp với nhau. Mũi châm cài tóc của Lý Thuần Phong đặt chính xác vào lỗ vuông trên đồng tiền của Viên Thiên Cang. Cảnh tượng trên khiến Võ Đế rất vui mừng, bởi điều này chứng minh rằng đây là nơi được hai bậc thầy phong thủy công nhận, chắc chắn là địa điểm xây lăng mộ tốt nhất. Vì vậy, bà đã quyết định đặt lăng mộ của mình nằm trên đỉnh Lương Sơn. Thực ra địa điểm này còn ẩn chứa một sự tinh tế. Khi nhìn từ phía đông của huyện Càn, Lương Sơn giống như một người phụ nữ nằm ngửa trên mặt đất, với đỉnh bắc là đầu và hai đỉnh phía nam là ngực. Dường như đây đã được định trước là nơi mai táng của Võ Tắc Thiên. Vì vậy, nơi đây chắc chắn là một trong những địa điểm phong thủy mạnh mẽ nhất trong lịch sử Trung Quốc. Chính vì lý do đó mà nơi này được vô số người tôn kính. Vậy thì việc phá hỏng phong thủy của lăng mộ Võ Tắc Thiên liệu đang ẩn chứa bí mật gì? Tượng chiến binh không đầu của Võ Tắc Thiên. Bản vẽ tổng thể lăng mộ Võ Tắc Thiên
tương tự như một con phượng hoàng đang tung cánh. Nhưng điều kỳ lạ là ở gần mộ Càn Lăng lại có 61 tượng người không đầu. Danh tính của những bức tượng nhỏ này là gì và tại sao phần đầu lại bị chặt đi? Trước khi nói về tượng người không đầu, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về việc phá hỏng phong thủy phượng hoàng của lăng mộ. Thực ra vấn đề này khá đơn giản. Toàn cảnh lăng mộ, thật sự phần tim của phượng hoàng đã bị đào sâu và đổ đầy nước vào. Phần cánh bị chặt và đuôi cũng bị đóng đinh. Nhưng khi quan sát kỹ hoặc điều tra trực tiếp sẽ thấy, tất cả suy luận trên đều là vô căn cứ. Phần tim được cho là bị đào mới, thực sự là công trình xây dựng một hồ nước nhân tạo để cung cấp nước sinh hoạt cho cư dân xung quanh. Khi xây dựng hồ nước, việc sử dụng địa hình quan trọng hơn là trực tiếp đào, bởi để đào một hồ nước lớn phải mất rất nhiều công sức. Thứ được cho là chặt cánh và đóng đinh đuôi chỉ đơn giản là hai con đường dài. Việc xây dựng đường xá không hề làm tổn hại đến địa hình vùng núi mà còn có lợi cho người dân nơi đây. Ngoài ra, trong Càn Lăng không chỉ có võ đế thật sự mà còn đường cao tông. Nếu phá hỏng phong thủy để kiềm chế khí thế phượng hoàng thì không phải ngay cả long khí thực sự cũng bị niêm phong dưới lòng đất hay sao? Vậy nên có thể nói, những lời đồn thổi trên hoàn toàn là vô căn cứ. Tiếp theo, chúng ta hãy xem xét truyền thuyết về những tượng người không đầu. Trước Càn Lăng có 61 tượng người không đầu, với kích thước và trang phục không đồng nhất, nhưng tư thế lại giống nhau. Họ đều khoanh tay trước ngực, dường như đang hành lễ trước Võ Tắc Thiên ở Càn Lăng. Trong suốt hàng trăm năm qua, người ta đã luôn suy đoán về danh tính của những tượng người này. Họ đại diện cho điều gì? Có người nói rằng, đây có thể là những người bảo vệ của Võ Tắc Thiên. Họ bị linh hồn kỳ lạ nhập thể, chỉ có thể im lặng bảo vệ mộ của nữ hoàng. Cũng có người cho rằng, chúng có thể là những người bị đày đọa trong sự nghiệp chính trị của Võ Tắc Thiên, tượng trưng cho sự lạnh lùng và tàn nhẫn của bà. Vì vậy, những tượng người này mới không có đầu. Tất nhiên, truyền thuyết về những tượng người không đầu vẫn còn rất nhiều. Nhưng sau này mọi người phát hiện ra rằng, những tượng người này thực sự có đầu, chỉ là sau này đã bị người khác phá. Có hai nông dân địa phương đã phát hiện ra một viên đá kỳ lạ khi làm việc trên cánh đồng, có dấu vết rõ ràng của việc điêu khắc bằng tay. Khi cẩn thận làm sạch viên đá, họ phát hiện rằng đó thực sự là một hình dáng của cái đầu, nên đã báo cáo vụ việc lên cơ quan di tích văn hóa địa phương. Các chuyên gia khảo cổ nhanh chóng thành lập một đội đến hiện trường để điều tra và khai quật. Kết quả họ đã phát hiện ra hàng chục viên đá hình đầu người được khắc tại đây. Sau khi nghiên cứu, đội khảo cổ xác định những tác phẩm khắc trên đều xuất phát từ thời nhà Đường và số lượng 61 viên đầu chính xác tương ứng với 61 tượng người tại Càn Lăng. Nhờ vào diện mạo, biểu cảm và những chi tiết của những viên đầu, các nhà khảo cổ kết luận rằng những người này có thể là người của các nước chư hầu. Ngoài ra, một số chữ trên đá cũng tiết lộ danh tính của họ, chẳng hạn như Tocharian Vương Tử hay Mộc Cử Hãn Quốc Vương là những bằng chứng rõ ràng. Những tượng đá này đều là người của các nước chư hầu ngoại tộc trong thời kỳ nhà Đường thịnh vượng. Và lý do họ được đặt ở đây có lẽ là để thể hiện uy quyền của Đại Đường và thành tựu của Võ Tắc Thiên. Về việc tại sao tượng đá bị phá hủy sau này, một số người cho rằng có thể là do khi các dân tộc thiểu số chiếm đóng Trung Nguyên đã xem đây là một sự nhục nhã. Ngoài ra, còn có một số ghi chép kỳ lạ về lăng mộ Võ Tắc Thiên. Đó là lăng mộ này bị nhiều người khai quật nhất, nhưng đến nay vẫn còn nguyên vẹn, không hư hại. Hình dáng phượng hoàng tung cánh được xem là bảo vật của những kẻ trộm mộ. Thậm chí, có người đã dùng 400.000 người để săn bằng nửa ngọn núi mà vẫn không khai phá được lăng mộ này. Liệu có phải ở trong mộ của Võ Tắc Thiên có sự bảo hộ của Long Mạch hay sao? Sự bất khả xâm phạm của Càn Lăng. Mộ đế vương luôn là nơi mà kẻ trộm mộ đặc biệt quan tâm nhằm tìm kiếm bảo vật. Trong suốt hàng trăm năm, mộ của Hán Vũ Đế, Đường Thái Tông và thậm chí mộ của Khang Hy tại Bắc Kinh cũng bị cướp sạch. Thế nhưng, lăng mộ của Võ Tắc Thiên lại có thể trải qua hàng trăm năm mà không hề bị hư hại. Trên thực tế, Càn Lăng cũng đã bị kẻ trộm ghé thăm rất nhiều lần. Ngay cả những lãnh chúa hay lực lượng triều đình cũng đã tổ chức nhiều cuộc khai quật như vào cuối triều Đường. Phiến Hoàng Sào dẫn đại quân tấn công vào thành Trường An. Sau khi đốt phá và giết chóc, Hoàng Sào lại đặt mục tiêu tiếp theo là lăng mộ của Võ Đế. Bởi ông cho rằng Càn Lăng là nơi hợp táng của Võ Tắc Thiên và Đường Cao Tông vào thời kỳ nhà Đường hưng thịnh. Vậy nên, các báu vật được chôn cùng đó có thể nhiều không đếm xuể. Vì vậy, Hoàng Sào đã tổ chức hơn 400.000 quân đại quân, mang theo xẻng sắt để khai quật Càn Lăng. Không mất nhiều thời gian, họ đã săn bằng một nửa lương sơn, nhưng lại hoàn toàn không phát hiện ra lối vào của Càn Lăng, cũng không đào được phòng mộ thật sự. Sau đó, quân Đường phản kích,
Hoàng Sào chỉ có thể trắng tay bỏ chạy. Đến tận ngày nay, con kênh Hoàng Sào với độ sâu 40m vẫn là minh chứng cho hành động khai quật Cản Lăng với quy mô lớn đầu tiên. Người thứ hai khai quật Cản Lăng chính là Ôn Thao, thống đốc Diệu Châu thời Ngũ Đại, là một tên trộm mộ chuyên nghiệp của triều đình. Trước khi khai quật Cản Lăng, Ôn Thao đã đục khoét 17 lăng mộ hoàng đế nhà Đường, như thể bản thân có mối thâm thù với nhà họ Lý. Ôn Thao với tư cách thống đốc cũng có một lượng lớn thuộc hạ, nhưng mỗi khi quyết định khai quật Cản Lăng, ông luôn gặp phải mưa to gió lớn. Sau khi tình hình xảy ra 3 lần liên tiếp, Ôn Thao rất sợ hãi và cho rằng có lẽ đã đào quá nhiều lăng mộ của hoàng đế nhà Đường nên đã bị họ trả thù. Từ đó, Ôn Thao không bao giờ chạm vào Cản Lăng nữa. Có người nói rằng những hiện tượng kỳ lạ trên chính là thần linh đang ban phước cho Cản Lăng. Nhưng thực ra, ngay cả khi không có 3 lần thời tiết kỳ lạ đó, Ôn Thao cũng rất khó để khai quật Cản Lăng. Bởi vì hàng trăm năm sau, có người đã có một lần nữa chứng minh được sự bất khả xâm phạm của Cản Lăng. Người này chính là Tôn Liên Trọng, tướng quân của Quốc Dân Đảng. Dưới quyền lãnh đạo của ông, binh lính không còn sử dụng xẻng hay cuốc mà đã chuyển sang sử dụng súng máy, đại bác và thuốc nổ. Sau nhiều ngày khai quật, họ cuối cùng đã phát hiện một con đường giống như lối vào hầm mộ. Tôn Liên Trọng rất vui mừng, ngay lập tức muốn dẫn binh lính của mình vào tìm báu vật. Nhưng vào lúc đó, cả ngọn núi bị bao phủ bởi làn khói đặc. Một cơn gió mạnh kèm theo khiến bầu trời trở nên âm u, cát đá bay mịt mù. Nhiều binh lính thậm chí còn bị đá rơi trúng và tử vong tại chỗ. Tôn Liên Trọng nhìn thấy cảnh này thì hoảng sợ bỏ chạy. Cản Lăng một lần nữa thoát khỏi hiểm nguy. Mặc dù có phần phóng đại, nhưng đây vẫn là câu chuyện có thật trong lịch sử. Sau tất cả những lần bị trộm, Cản Lăng vẫn bình an, không chút tổn thất như một huyền thoại. Liệu Cản Lăng có thực sự được bảo vệ bởi thần linh hay không? Mời các bạn để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Đào qua long mạch để xây đường hầm, gặp phải ổ rắn kỳ lạ và bia đá tiên tri thời nhà Minh. Truyền thuyết nói rằng có một con mãng xà khổng lồ đã trấn giữ dãy núi Tần Lĩnh. Đường hầm núi Trung Nam xuyên qua long mạch đột nhiên xuất hiện một lời dự ngôn của Lưu Bá Ôn cách đây 600 năm. Liệu rằng những câu chuyện kỳ lạ đã xảy ra chỉ là trùng hợp hay còn có bí mật nào khác? Bởi núi Tần Lĩnh thuộc tỉnh Thiểm Tây được xem là long mạch của dân tộc Hoa Hạ. Trên thực tế, dãy Côn Luân là một trong những dãy núi dài nhất châu Á, nối dài 3 long mạch lớn của Bắc, Trung và Nam của Trung Quốc. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Giang Sơn, để củng cố đế chế của mình, ông đã không ngần ngại cắt đứt 2 long mạch phía Bắc và phía Nam. Từ đó trở đi, chỉ còn lại long mạch phía Trung trong nền văn minh Trung Quốc. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra trong quá trình đội xây dựng thi công đường hầm này? Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Rắn khổng lồ trấn giữ dãy núi Tần Lĩnh. Trong mắt người xưa, những ngọn núi hùng vĩ của dãy Tần Lĩnh phác họa một con rồng khổng lồ bảo vệ vùng đất này. Vì vậy, dãy núi Tần Lĩnh cũng được xem là đất tổ trong nền văn minh Trung Quốc. Những hoàng đế của tất cả triều đại Trung Quốc cũng rất xem trọng nơi đây. Bằng chứng là có đến 16 triều đại liên tiếp đặt thủ đô của mình ở Tây An. Có thể thấy rằng, việc những sinh vật tâm linh được sinh ra tại vùng đất này là có khả năng xảy ra. Bởi năng lượng rồng ở dãy núi Tần Lĩnh cực kỳ mạnh mẽ. Một truyền thuyết được lưu truyền rộng rãi trong dân gian về linh vật trấn giữ vùng đất này, đó là một con mãng xà khổng lồ nằm uốn lượn ở trong núi Tần Lĩnh. Lớn đến nỗi, đầu rắn uống nước dưới chân núi, nhưng đuôi vẫn nằm trên đỉnh núi. Có người nói rằng đầu con mãng xà này to như một chiếc chậu lớn có đủ cả mặt mũi. Tuy nhiên, để theo kịp thời đại, khi mà khoa học và công nghệ phát triển như hiện nay, thì câu chuyện về con mãng xà khổng lồ kia giống như một truyền thuyết đô thị. Bởi người Trung Quốc cho rằng muốn đất nước trở nên giàu mạnh thì trước tiên phải xây dựng đường bộ để theo kịp tốc độ phát triển, góp phần làm giao thông trở nên thuận tiện hơn. Với cơ sở đường bộ không ngừng phát triển, họ đề ra chủ trương đối với những khu vực khó khăn như vách núi thì sẽ phải xây cầu, đến khi gặp núi thì phải đào xuyên qua để mở đường. Ngay cả dãy núi Tần Lĩnh, nơi được mệnh danh là Long Mạch cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, trong quá trình đào đường hầm đã xảy ra một số hiện tượng kỳ lạ. Đội kỹ sư Trung Quốc đã đào được một tổ rắn khổng lồ ở tại đây. Con nhỏ nhất cũng có kích thước to bằng bắp đùi của một người đàn ông trưởng thành. Những người dân địa phương cho rằng đó là một điểm gở, vì lăng mộ của nhiều vị hoàng đế cổ đại đã nằm ở dãy núi Tần Lĩnh này. Những con rắn được xem là linh thú,
ẩn chứa trong chúng là những linh hồn canh giữ lăng mộ. Nếu tàn sát toàn bộ ổ rắn một cách vội vàng, chắc chắn sẽ khơi dậy sự oán giận của những linh hồn. Một số người còn cảm thấy khó tin rằng tại sao những con rắn này lại có thể sống sót trong núi đá. Nhưng dù thế nào đi nữa, tiến độ xây dựng không thể bị trì hoãn. Vậy nên, bất chấp những lời khuyên ngăn của dân làng, người phụ trách đã ra lệnh tiêu diệt những con rắn này và tìm một nơi để chôn chúng. Sau hành động được cho là thất lễ đó, quá trình thi công bỗng nhiên gặp nhiều trở ngại và khó khăn. Nghiêm trọng hơn là một vụ tai nạn xảy ra khiến nhiều công nhân bị thương. Người phụ trách công trình bắt đầu cảm thấy bất an nên đã bí mật lên núi để xin lời khuyên từ một vị đại sư. Mặc dù không ai biết đại sư ở Nam Sơn đã sử dụng phương pháp gì, nhưng sau khi gặp ông, mọi thứ đã trở lại bình thường. Thế nhưng, sự việc đến đây vẫn chưa kết thúc. Lưu Bá Ôn đoán trước được việc xây dựng đường hầm Tần Lĩnh. Lưu Bá Ôn, người được mệnh danh là thần cơ diệu toán, đã dự đoán được việc đường hầm Tần Lĩnh sẽ đào qua Long Mạch từ hơn 600 năm trước. Liệu thực sự có chuyện này xảy ra hay không? Đường hầm Tần Lĩnh là đường hầm đường sắt dài nhất ở Trung Quốc và thế giới, được khởi công xây dựng vào ngày 8 tháng 1 năm 2001 và chính thức hoàn thành vào ngày 20 tháng 1 năm 2007. Việc xây dựng đường hầm này đã nhận được kinh phí đầu tư khổng lồ lên đến 4 tỷ USD, trở thành một công trình chưa từng có trong thế kỷ 21 và lập được nhiều kỷ lục thế giới. Tuy nhiên, trong lúc đào một đường hầm xuyên tường đến trung tâm dãy núi Tần Lĩnh, đội thi công đã bất ngờ khai quật được một tấm bia đá cổ. Ngoài tấm bia đá thì không có ngôi mộ nào được tìm thấy. Và điều khiến những người chứng kiến cảm thấy sợ hãi là trên tấm bia đá đó chỉ có 7 chữ: "Hãy đi đường vòng, Lưu Bá Ôn." Khi đó tất cả mọi người đều sợ đến toát mồ hôi lạnh. Liệu di tích này thật sự là do Lưu Bá Ôn để lại sao? Chẳng lẽ hơn 600 năm trước, ông ấy đã dự đoán được rằng 600 năm sau sẽ có người đào núi Tần Lĩnh? Và lý do vì sao hậu thế ngày nay phải tránh xa nơi này? Chúng ta đều biết rằng Lưu Bá Ôn là thân tín của Chu Nguyên Chương. Ông không chỉ giúp Minh Thái Tổ thống nhất đất nước mà còn thông thạo phong thủy, y học, kỳ môn độn giáp. Năm 1386 sau Công Nguyên, Chu Nguyên Chương đã giao cho Lưu Bá Ôn một nhiệm vụ khó khăn, đó là hạ gục tất cả những người trên thế giới ngoại trừ gia tộc Chu cũ ở An Huy. Tất cả các long mạch khác đều bị loại bỏ để tránh sự xuất hiện của đối thủ mới. Từ đó trở đi, Lưu Bá Ôn bắt đầu đi khắp Trung Quốc để tìm kiếm long mạch ở nhiều nơi khác nhau. Bất cứ nơi nào năng lượng rồng tụ tập, quan chức địa phương sẽ nhận lệnh huy động người dân đào núi và chôn vàng cắt khí. Các long mạch đã bị cắt đứt hoàn toàn. Theo nhiều ghi chép, Lưu Bá Ôn đã chặt đứt 99 long mạch trên thế giới, nhưng chỉ tha cho long mạch ở núi Trường Bạch. Bởi theo tính toán của ông, thì Đại Minh chỉ tồn tại trong khoảng 200 năm. Tuy nhiên, điểm mấu chốt ở đây là Long mạch Tần Lĩnh đã được coi trọng kể từ thời Tần Thủy Hoàng. Lúc đó, Lưu Bá Ôn có thật sự đã cắt đứt hết long mạch trên thế giới hay không? Câu trả lời có thể tìm thấy trên tấm bia đá 7 ký tự này. Theo chuyên gia suy đoán, khi ông đến dãy Tần Lĩnh đã phát hiện ra long mạch này có thể sẽ xảy ra tai họa trong vài trăm năm nữa. Hơn nữa, Lưu Bá Ôn đã tính toán được đây không phải là chìa khóa đe dọa đến tương lai nhà Minh. Vậy nên ông đã không làm gì ngoài việc để lại một tấm bia để nhắc nhở thế hệ tương lai. Điều quan trọng nhất hiện tại là đội xây dựng nên làm gì. Có nhiều ý kiến khác nhau trong đội thi công được đưa ra. Một số người cho rằng trước tiên nên xác minh tấm bia đó có phải do Lưu Bá Ôn để lại hay có nguồn gốc từ thời nhà Minh hay không. Nếu như tấm bia này là thật thì nên nghe theo lời chỉ dạy của người xưa mà xây dựng theo đường vòng. Tuy nhiên, hầu hết các kỹ sư, những người đã tiếp thu nền văn minh hiện đại đều không tin vào điều này. Dù sao kế hoạch xây dựng đã được thiết kế bằng công nghệ tiên tiến nhất, nên chắc chắn việc xây dựng phải được tiếp tục. Nhưng sau đó xảy ra một chuyện không thể ngờ, đó là tất cả công nhân khai quật di tích cổ đều biến mất một cách bí ẩn. Đội xây dựng phải nhờ đến sự đồng thuận của các chuyên gia lịch sử, chuyên gia địa chất, kỹ sư và những bên liên quan để thay đổi lộ trình đường hầm và bỏ qua đoạn này. Tất nhiên, tính xác thực của vấn đề này vẫn chưa được làm rõ, nhưng đường vòng ở đoạn cuối đường hầm như ngầm thừa nhận tấm bia đá này là có thật, mặc dù trên thực tế rõ ràng không có di tích văn hóa nào được ghi chép lại. Sự cố bí ẩn tại đường hầm Tứ Xuyên. Tương tự như ở Tần Lĩnh, một sự cố siêu nhiên đã xảy ra tại một đường hầm thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Sự cố này được cho là do những sinh vật bí ẩn liên tục gây rắc rối, khiến một số công nhân khai quật biến mất một cách bí ẩn. Có một đường hầm nằm sâu trong ngọn núi ở Tứ Xuyên, được đặt tên là đường hầm Bà Pao,
theo tên của ngọn núi mà nói đi qua. Đây là một phần của tuyến đường sắt Thành Đô, Côn Minh. Tuyến đường sắt này hơn 40 năm trước có rất nhiều chuyến tàu hoạt động, nhưng sau một vụ tai nạn lớn khiến 275 người thiệt mạng, nó đã bị bỏ hoang. Theo hồ sơ liên quan, tháng 7 năm 1981, tại Tứ Xuyên xảy ra mưa lớn kéo theo hàng loạt thảm họa địa chất, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng đường bộ. Đó là những mối nguy hiểm tiềm ẩn vô cùng nghiêm trọng. Trong một ngày, cầu Lizira tại lối ra của đường hầm đã bị phá hủy và cuốn trôi do lửa đất. Mưa bão đã khiến việc liên lạc với khu vực xung quanh gặp khó khăn. Vì thế, đoàn tàu 442 đã khởi hành như bình thường mà không nghe thông báo kịp thời về đoạn đường phía trước bị hư hỏng. Đến khi phát hiện thì đã quá muộn. Dù đã áp dụng các biện pháp phanh khẩn cấp, nhưng một đoạn tàu vẫn lao ra khỏi đường hầm và rơi xuống sông, khiến 275 người thiệt mạng, nhiều người mất tích. Vụ tai nạn này đã trở thành vụ tai nạn thương vong nặng nề nhất trong lịch sử đường sắt tại Trung Quốc. Về sau, đường hầm này đã ngưng hoạt động và bị bỏ hoang. Đường ray bị dỡ bỏ, chỉ những cột trụ của cây cầu là còn đứng vững. Theo năm tháng, cây cối nơi đây mọc tùm dày đặc, mang đến cho người ta cảm giác vô cùng u ám. Lối vào đường hầm tối tăm như một miệng quái vật trực chờ nuốt chửng những sinh vật sống đi vào bên trong. Chỉ có một vài người dân địa phương hay những người dũng cảm mới dám đi đến đó. Bên trong đường hầm không có ánh sáng, mặt đất gập ghềnh đầy những ổ gà. Khi vừa bước vào, một số côn trùng và động vật nhỏ sẽ bay tán loạn ngang mặt và phía trên đầu, khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi. Người dân địa phương kể rằng vào ban đêm sẽ có những tiếng khóc kỳ lạ phát ra từ đây, thậm chí xuất hiện những bóng đen bí ẩn như là linh hồn của những người đã thiệt mạng trong sự cố đường hầm năm 1981. Tuy nhiên, những nhà thám hiểm sau này đã phát hiện ra rằng đây đều là hiện tượng tự nhiên. Cái gọi là tiếng khóc là âm thanh do gió đi qua đường hầm, và linh hồn là những bóng của những con vật chạy từ ngọn núi gần đó. Không có gì đáng ngạc nhiên khi có những tin đồn như vậy, bởi nơi đây đã từng xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc. Với tâm lý sợ hãi, người dân địa phương đã tin vào những chuyện kỳ quái khiến họ cảm thấy các hiện tượng tự nhiên bỗng trở nên kinh dị. Những sự kiện tâm linh là điều gì đó rất khó giải thích. Đôi khi những phân tích khoa học chỉ nhằm khiến người ta yên tâm hơn. Thực tế, câu chuyện tâm linh từng được chứng kiến bởi vô số người. Bạn đã từng gặp sự kiện đáng sợ nào? Bạn có tin vào điều đó hay không? Hãy để lại một bình luận bên dưới để mọi người cùng biết. Nếu thấy video có ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ với bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn. Vô số ngôi chùa trấn áp rồng ở Hàng Châu, phong thủy nơi đây bí ẩn như thế nào? Tại Trung Quốc, thành phố Hàng Châu được xem là nơi hội tụ vô số bí ẩn, bao gồm cả việc sử dụng thất bảo để trấn áp dòng sông Tiền Đường, nơi được xem là vùng đất phát nguyên của văn hóa Trung Hoa. Từ cổ chí kim, rất nhiều nơi muốn tận dụng long mạch để giúp cho kinh tế và chính trị được phát triển hơn. Vậy lý do nào mà Hàng Châu lại chọn một hướng đi khác biệt? Không tận dụng lợi thế long mạch này, còn thủy long bị đàn áp này sẽ mang lại thay đổi gì cho thành phố Hàng Châu? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Nếu quan sát một cách kỹ lưỡng về dãy núi uốn lượn như rồng ở Hàng Châu, chúng ta sẽ phát hiện ra một hiện tượng vô cùng kỳ dị. Vị trí của Hàng Châu rất đặc biệt, nằm giữa vùng đồng bằng và đồi núi, nên đây được xem là nơi tập trung của long mạch. Tuy nhiên, cũng vì thế mà phong thủy ở Hàng Châu lại rất rối ren và phức tạp. Nguồn gốc ba long mạch chính của Trung Quốc này đều bắt nguồn từ núi Côn Luân, chảy theo hai hướng chính, Bắc Nam, và những nhánh phụ của chúng lại lan ra bốn phương mà người ta thường gọi là đường gân rồng. Trong đó, long mạch Nam khởi nguồn từ núi Côn Luân đến dãy Hoàng Sơn, mang theo nguồn năng lượng không ngừng biến đổi. Vì vậy chúng ta có thể thấy Hoàng Sơn là một dãy núi vô cùng xinh đẹp. Tuy nhiên, long mạch Nam không dừng lại ở đây mà tiếp tục chia thành ba nhánh. Một nhánh đến Giang Tây, một nhánh đến An Huy và nhánh còn lại chảy đến núi Thiên Mục. Long mạch chảy đến núi Thiên Mục lại chia thành hai nhánh chính theo hướng Bắc Nam. Một nhánh chảy qua núi Mạc Can trở thành nguồn gốc của long mạch ở Thượng Hải hiện nay. Nhánh còn lại đi vào phía nam núi Thiên Mục, tức là vùng Lâm An, nay thuộc Hàng Châu. Như vậy, tính đến nay, thành phố Hàng Châu là nơi có đến hai đường long mạch của Trung Quốc là Lâm An và mạch sông Tiền Đường. Chúng gặp nhau rồi chảy về phía đông đến Tê Hồ. Phần còn lại của long khí tiến vào lòng đất thuộc khu vực quận Dư Hàng. Ngoài ra, long mạch từ huyện Bình Dương và Nam Hàng Châu cũng bắt nguồn từ phía nam Hồ Thiên Đảo,
trải qua dãy Long Môn đến phía nam sông Tiền Đường, cuối cùng tiến vào khu vực Tiêu Sơn và Tân Giang. Một thành phố Hàng Châu nhỏ bé, thực sự là nơi hội tụ hơn 10 dãy long mạch, đúng là một tổ rồng tự nhiên. Trong số đó, hang rồng nổi tiếng nhất vẫn phải kể đến Hồ Tây, bởi nơi đây có một viên ngọc rồng và một giếng rồng. Đây có vẻ là một hình ảnh khá trừu tượng, nhưng nếu xét về địa hình, long mạch ở phía bắc Hàng Châu là từ phía nam Lâm An và phía bắc Tứ Xuyên di chuyển tới, thành hình một con rùa ngậm viên ngọc lớn, và viên ngọc được lắp vào đó chính là Tây Hồ. Vậy nên Hàng Châu được xem là vùng đất giàu vẻ đẹp cũng là có lý do. Và nếu nói về long thủy tại Hàng Châu thì chắc chắn sẽ càng hoành tráng hơn nữa. Có 9 trong số 10 long mạch được kể đến đều xuất phát từ sông Tiền Đường. Vậy nên, những nơi dòng sông này đi qua chắc chắn vô cùng đặc biệt. Nhưng vì sao chỉ có Hàng Châu là nổi bật như vậy? Long thủy của sông Tiền Đường thường khá trầm ổn, nhưng khi đổ vào Hồ Thiên Đảo lại trở nên ồn ào và linh hoạt, quấn quýt vào vịnh Hàng Châu tạo thành một bức tranh tuyệt vời của nước. Ngoài ra sông Tiền Đường còn chứa nhiều hòn đảo nhỏ giữa dòng. Những đảo này trong văn hóa phong thủy chủ yếu được sử dụng để ngăn chặn long khí rò rỉ ra ngoài. Thêm vào đó, sông Tiền Đường còn có 3 tòa tháp phân bố xung quanh giống như những cánh hoa, chính là tháp Lục Hòa, tháp Bảo Trú và tháp Lôi Phong. 3 vị đại thần này đã kiềm hãm sự rò rỉ của long khí, giúp Hàng Châu tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong hàng chục năm qua. Vậy ngoài ra còn có bí mật nào khác giúp Hàng Châu phát triển và trở thành một trong 3 thành phố lớn của Trung Quốc hay không? Với sự trấn áp long khí của 3 tòa tháp, toàn bộ thành phố Hàng Châu vẫn phát triển vô cùng phồn thịnh trong hàng chục năm. Tuy nhiên, thực tế là nhiều nơi khác cũng có thói quen xây dựng các tòa tháp như tháp Quan Âm ở Hồ Bắc, tháp Huệ Lạn ở Tứ Xuyên để trấn áp phong thủy. Nhưng tại Hàng Châu lại có điểm đặc biệt, đó là tất cả các tòa tháp đều được xây dựng tại khu vực trung tâm của thành phố chính. Dù sông Tiền Đường rất quan trọng đối với Hàng Châu, nhưng con thủy long này lại có tính cách vô cùng khó chịu. Nó đã nhiều lần gây ra những trận lũ lụt lịch sử. Vào thời Bắc Tống, tại núi Ngọc Hoàng ở Hàng Châu, có một ngôi chùa tên Thiên Long Tự, được xây gần thửa ruộng hình bát quái. Thửa ruộng hình bát quái này rất đặc biệt. Ngoài mặt, nó được thiết kế để cầu mong mưa thuận gió hòa, nhưng thực chất lại được sử dụng để trấn giữ. Về sau, Ngô Việt Vương nghe theo lời đề nghị của một bậc thầy phong thủy, nên đã xây dựng tháp Lục Hòa bên cạnh Tây Hồ để trấn áp dòng sông. Vì vậy, những tháp cao xung quanh sông Tiền Đường hiện nay cũng có mục đích tương tự, đều nhằm trấn áp con thủy long lớn này. Nhìn về phía bắc sông Tiền Đường sẽ thấy nhà hát lớn Hàng Châu và khách sạn Liên Lục Địa được sắp xếp theo hình thái nhật nguyệt. Và không xa đó là trung tâm hành chính Hàng Châu. 3 điểm này cùng tạo nên bố cục lớn, hấp thụ long khí của sông Tiền Đường để trực tiếp nuôi dưỡng cả khu vực quận Thượng Thành và Giang Can. Nếu nhìn về sân vận động Olympic Hàng Châu và trung tâm triển lãm quốc tế, sẽ thấy chúng có hình dáng giống hoa sen, một trong bát bảo cát tường của Phật giáo. Đối với đạo giáo thì hoa sen cũng có ý nghĩa tương tự. Cho nên, 2 tòa nhà này cũng nhằm để kiềm chế trấn áp thủy long. Tiếp theo là bảo tàng thủy lợi ở Tiêu Sơn, áp dụng cách bố trí nhằm trấn áp thủy quái ở sông và cũng liên quan đến tháp Lục Hòa. Hơn nữa, bên trong bảo tàng này còn lưu giữ một đại ấn kim long. Đây cũng chính là một pháp khí trấn áp hàng đầu. Có thể thấy, Hàng Châu đã vất vả để hấp thụ long khí từ dòng sông Tiền Đường. Nhưng sau đó thành phố này lại thay đổi trọng tâm phát triển, từ việc trấn áp long khí đến hấp thụ và chuyển hóa. Xét theo góc độ địa lý phong thủy, long thủy cuối cùng cũng sẽ xuống biển, nên phải có một ngọn núi để chặn đứng khí tức của rồng. Và thực sự Hàng Châu cũng có một cấu trúc tuyệt vời như vậy. Cửa sông Tiền Đường ở Hàng Châu có hình dáng như một cái kèn lớn, vậy nên khí tức của rồng sẽ quây quần ở đây. Không chỉ Hàng Châu được nuôi dưỡng bởi khí tức này, mà Thiệu Hưng, Ninh Ma và cả Thượng Hải cũng đều được hưởng lợi. Theo nhiều ghi chép, chỉ trong khoảng thời gian 30 năm, từ năm 1988 đến năm 2020, trên sông Tiền Đường đã xây dựng nên 9 cây cầu lớn và 2 đường hầm. Từ góc độ bố trí môi trường thì vai trò của cầu lớn thường có 2 loại. Một là xuyên qua núi để ngăn chặn năng lượng của rồng thâm nhập vào lòng đất. Hai là giam giữ khí tức của rồng. Sông Tiền Đường uốn lượn trải qua khu vực thành phố Hàng Châu. Điều này rất quan trọng đối với sự phát triển của một số khu vực trung tâm chính mà nó trải qua. 9 cây cầu lớn được xây dựng nhằm mục đích giam giữ khí tức của rồng, khóa chặt con thủy long này trong dòng nước chảy qua các khu vực của thành phố.
Chính nhờ những cây cầu lớn này mà Hàng Châu có thể phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Hơn nữa, tại điểm sông Tiền Đường chảy ra biển chính là cây cầu bắc qua vịnh Hàng Châu, bao quanh là cầu Đông Hải cùng với mục đích là giam giữ khí rồng. Tại lối ra phía bắc của quần đảo Chu San vào những năm 60 thế kỷ trước, vùng đồng bằng sông Tiền Đường bị hư hại làm mất một lượng long khí lớn và chỉ đến gần nửa thế kỷ sau đó mới ổn định dần. Sau đó toàn bộ long khí của sông Tiền Đường đã bị thu hẹp, không còn tồn tại tại khu vực bờ sông cùng quận Thượng Thành. Ngoài ra, còn có ba con thủy long nhân tạo được tạo ra khu vực huyện Tân Giang và Tiêu Sơn đã biến thành hình tam giác ngược. Đây là một tình huống hiếm hoi để quy tụ và tích trữ long khí cùng tài lộc. Cuối cùng, hãy nhìn vào khu vực Tây Hồ, quận Thượng Thành và phía Nam quận Hạ Thành đã trở nên giàu có nhờ ảnh hưởng của rùa nạm ngọc. Có thể nói rằng, việc cân bằng nội ngoại làm cho mọi thứ trở nên ổn định và an bình tại khu vực Tiêu Sơn thì rất được lòng của thủy long, nên sự phát triển tại đây tương đối nhanh. Vậy nhưng khu vực phát triển nhất vẫn là quận Tân Giang, bởi nơi này nằm ở biên giới của ba con rồng hội tụ, được bao vây bởi sông và rồng. Trong những năm qua, quận Tân Giang đã chiếm đoạt tài nguyên phát triển một cách điên cuồng nhất. Cuối cùng là quận Củng Thự và quận Hạ Thành. Mặc dù có vẻ như chúng không có quan hệ gì với sự hội tụ của ba con rồng, nhưng thực tế lại có một liên kết vô cùng chặt chẽ. Như đã nói trước đó, sau khi đường gân rồng chính của Hàng Châu kết thúc tại Tây Hồ, lại tiếp tục dẫn xuống những nơi khác, đó chính là hai quận Củng Thự và Hạ Thành. Mặc dù sông Tiền Đường không chảy qua, nhưng tại đây lại có một con rồng nhân tạo, đó chính là kênh đào Đại Vận Hà, phía nam của quận Thượng Thành, nhờ sự kết hợp của Tây Hồ và kênh đào Đại Vận Hà, mới giữ vững vị trí bất khả chiến bại tại Hàng Châu. Trái lại, phía bắc của Hạ Thành, do nằm xa Tây Hồ cùng kênh đào Đại Vận Hà, nên không thể sánh kịp với các khu vực khác của thành phố. Để phát triển cân đối, trong những năm qua, Hàng Châu cũng đã tiến hành cải tạo và nâng cấp khu vực này. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào việc con người có đủ sức mạnh để kiểm soát được năng lượng rồng hay không. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn. Tòa tháp ma, cất giấu xác chết của quỷ Nhật Bản, tượng Quan Âm cũng không thể trấn áp. Trong thị trấn Công Chúa Lĩnh, tỉnh Cát Lâm, có một tòa nhà đã bỏ hoang suốt 30 năm nhưng không ai dám vào. Người ta nói rằng nơi đây thường xuyên xảy ra những sự kiện kỳ quái. Thậm chí cả Thiên Sư Trung Quỷ hay Đức Phật Quan Âm cũng không thể trấn áp những linh hồn tà ác tại đó. Vậy những tin đồn về tòa nhà bỏ hoang này có phải sự thật hay không? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Tòa nhà hình tròn này được gọi là Tòa nhà Ma Ám Công Chúa Lĩnh, một trong 10 tòa nhà ma ám nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Nó nằm ở phía bắc ga xe lửa Công Chúa Lĩnh, phía đông giao lộ khu vực Hợp Tùng Hoa Viên trên đường Đông Trấn Hoa, phía tây chợ Đất Hoàng. Phần nền tòa nhà hình vuông được bao quanh bởi tường sắt. Phía nam và phía tây giáp đường phố, phía đông thông với nhà riêng và phía bắc là một sân nhỏ. Tòa nhà có tổng cộng 17 tầng. Bề ngoài hình tròn của tòa nhà ma ám được bao quanh bởi những tấm kính lớn. Do bị bỏ hoang nhiều năm dẫn đến hạ tầng xuống cấp, để tránh việc kính rơi gây thương tích cho người đi đường nên bức tường kính đã được tháo bỏ. Vào những năm 80 và 90 của thế kỷ trước, đây từng là địa điểm giải trí lớn nhất ở Cát Lâm, với thiết kế ngoại hình mới lạ và phong cách, thậm chí một thời được xem như biểu tượng kiến trúc của Công Chúa Lĩnh. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, tin đồn về những hiện tượng siêu nhiên tại đây bắt đầu lan truyền. Và rồi, một tòa nhà được nhiều người kỳ vọng đã trở thành tòa nhà ma ám nổi tiếng xa gần. Để trấn áp tà ma, một bức tượng Phật Quan Âm cao hơn 3 mét đã được đặt ngay trước tòa nhà. Người ta nói rằng vị trí này trước đây đã đặt Thiên Sư Trung Quỷ, nhưng ngài cũng không thể trấn áp nổi tà ma, nên cuối cùng họ đã phải thay thế bằng tượng Phật Quan Âm. Liệu tòa nhà này có thực sự ma quái như những lời đồn thổi, và điều gì đã xảy ra bên trong? Ban đầu tòa nhà này được thiết kế có 7 tầng hầm và 18 tầng trên mặt đất, nhưng sau đó vì sự cố không ngừng xảy ra, cuối cùng chỉ có 17 tầng được xây dựng. Mọi sự việc kỳ quái bắt đầu từ việc một công nhân rơi từ tầng cao xuống. Vào mùa đông ở Cát Lâm, trời sẽ tối rất nhanh. Có khi khoảng 5 giờ chiều thì đã tối,
khi một số công nhân chuẩn bị kết thúc ngày làm việc để ăn tối, đột nhiên từ công trường truyền đến âm thanh kỳ lạ, vang vọng từ đâu không rõ. Nhưng họ chắc chắn rằng đó không phải là tiếng gió. Lúc này, họ bỗng nhớ đến những lời kể của những công nhân lớn tuổi trước đây. Đây là nơi chôn cất những người lính Nhật bại trận. Vì không chấp nhận thất bại, họ đã tự sát tập thể ở đây. Vì vậy, nơi đây đã được bỏ hoang từ rất lâu, trước khi có một người mua với giá rất thấp. Mặc dù câu chuyện có vẻ huyền bí, nhưng với số lượng công nhân nhiều như vậy, tiếng ngáy khi ngủ còn ồn ào hơn cả những âm thanh lạ. Vài công nhân bình tĩnh hơn một chút đã quyết định đi kiểm tra tình hình ở trên tầng. Nhưng lần nào cũng vậy, khi lên đến nơi, họ lại chứng kiến được nhiều hình ảnh còn kỳ dị hơn. Vì ngôi nhà ma ở công viên Công Chúa Lĩnh, Cát Lâm, được mọi người cho là nơi chôn cất của những người lính Nhật bại trận. Nhiều người đã qua đời một cách bí ẩn ở đây. Và thậm chí, Phật Quan Âm cũng không thể trấn áp những ác linh này. Liệu căn nhà ma này có điều gì không bình thường? Vào thời điểm đó, chân công trường có nhiều vật liệu xây dựng. Một số người nhặt rác sẽ lén lút đến đây vào ban đêm để lấy. Việc vật liệu bị lấy đi không quan trọng, họ chỉ sợ những người nhặt rác vô tình bị ngã sẽ rất rắc rối. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, mỗi ngày phải có 2 người ở đây canh gác. Đây thực sự là một công việc khó khăn, nên người trực ca sẽ chỉ tuần tra một vòng để lấy lệ. Một đêm sau khi tan làm, chỉ còn lại Tiểu Vương và Tiểu Chiêu canh gác. Sau khi tuần tra, 2 người đã lén uống một chút rượu. Vừa ngồi xuống thì nghe thấy một âm thanh lớn khiến 2 người họ vô cùng hoảng sợ. Hóa ra là một tấm ván rơi từ trên lầu xuống. Ai đã lén trèo vào đó giữa đêm? Tiểu Vương gọi lớn mấy tiếng nhưng không có ai đáp lại. Vì vậy 2 người họ đã lên tầng trên xem, nhưng mãi cho đến tầng 8 vẫn không thấy bóng người. Tiểu Vương cho rằng có lẽ tấm ván bị gió thổi xuống nên chuẩn bị xuống tiếp tục uống rượu. Nhưng Tiểu Chiêu bỗng nhiên đứng im. Khi đồng đội chưa kịp phản ứng gì thì Tiểu Chiêu đột ngột nhảy từ trên xuống. Toàn bộ người bị sắt đâm xuyên qua, mất mạng tại chỗ. Vụ việc trên sau đó được xem như một tai nạn, vì nhiều người cho rằng cả hai đều uống khá nhiều rượu, vì Tiểu Chiêu say quá mà trượt chân rơi xuống. Tuy nhiên, Tiểu Vương lại không nghĩ như vậy. Anh ấy biết rõ khả năng uống rượu của Tiểu Chiêu. Ngày đó cả hai lại không uống nhiều. Vì không muốn gây thêm rắc rối nữa, Tiểu Vương đã chọn cách im lặng và vụ việc ấy dần bị lãng quên. Tuy nhiên, điều không ai ngờ đến là khi tòa nhà đã xây đến tầng thứ 18 thì tai nạn khác lại xảy ra. Một công nhân đang kéo thanh sắt lên bằng dây thì dây bị đứt đột ngột. Thanh sắt rơi từ trên cao xuống đâm vào người, khiến công nhân đó mất mạng tại chỗ. Cảnh tượng kinh hoàng đến mức nhiều người không dám nhìn thẳng. Ngoài ra còn có một vài công nhân khác bị thương nặng. Vì vụ tai nạn này quá lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng, tòa nhà buộc phải hoàn thiện khi mới xây đến tầng 17. Sau nhiều tai nạn, chủ đầu tư cuối cùng nhận ra rằng nơi đây có vấn đề. Vì thế, dưới sự hướng dẫn của một bậc thầy phong thủy, họ đã xây thêm một bậc thang bên ngoài tầng 14. Trên đó đặt tượng thần Trung Quỳ. Sau đó tòa nhà được đưa vào sử dụng một cách thuận lợi với các dịch vụ chính như khách sạn, nhà hàng, spa, massage, KTV và nhiều hoạt động khác. Nơi đây nhanh chóng trở thành địa điểm giải trí lớn nhất tại Công Chúa Lĩnh vào thời điểm đó. Vậy thì vì sao nơi đây lại trở thành một tòa nhà ma? Một tòa nhà ở Công Chúa Lĩnh, tỉnh Cát Lâm với nhiều sự kiện siêu nhiên liên tục xảy ra. Liệu rằng có thực sự là ma quỷ đang gây rối tại nơi chôn cất của những người lính Nhật tử trận? Ngay từ khi bắt đầu đưa vào sử dụng, tòa nhà ma này kinh doanh phát đạt, không có gì bất thường. Nhưng dần dần xảy ra nhiều sự việc kỳ lạ. Nhân viên phục vụ thường nghe thấy những âm thanh kỳ quái trong phòng riêng, như tiếng nước chảy, tiếng khóc lóc không rõ nguồn gốc, tiếng nói và tiếng gió kỳ lạ. Những sự việc kỳ quái lan truyền và dần trở nên kỳ dị hơn. Rồi một đêm, 2 nhân viên phục vụ cùng một bảo vệ đã rơi từ tầng 8 xuống và tử vong. Điều này khiến mọi người nhớ lại về tai nạn trước đó đã xảy ra với những người công nhân. Tất cả nhân viên phục vụ tại đây đều lập tức cảm thấy lo lắng và nghĩ đến việc từ chức rời đi, khiến ông chủ cũng bắt đầu khó chịu. Nhưng trước khi sự việc được giải quyết thì vài ngày sau đó, một vị khách đang tắm thì vô tình ngã xuống cạnh bồn tắm và mất mạng. Cũng vào ngày hôm đó, tượng Trung Quỳ phía trước tòa nhà cũng bị đổ không rõ nguyên nhân. Những người điều hành tối cao của khu vực đã bắt đầu hoảng sợ và không dám trì hoãn nữa. Họ nhanh chóng tìm một thầy phong thủy có kinh nghiệm đến xem xét. Sau khi quan sát toàn bộ tòa nhà, thầy phong thủy nói bởi vì Trung Quỳ là một vị thần dân gian Trung Quốc nên không thể trấn áp được ma quỷ nước ngoài.
Trong khi Quan Âm Bồ Tát có thần lực rộng lớn, không quan trọng là linh hồn oan khuất từ bất kỳ quốc gia nào cũng có thể trấn áp được. Để bảo vệ cho việc kinh doanh của mình, nhà lãnh đạo đã lắng nghe lời khuyên của thầy phong thủy và đặt tượng Quan Âm thay thế vị trí của tượng trung quỷ ban đầu. Sau đó tòa nhà lớn không còn xảy ra sự kiện siêu nhiên nữa, nhưng tình hình kinh doanh đột nhiên xuống dốc. Ông chủ vì không thể trả nợ đã bị buộc phải ngồi tù. Căn nhà ma cũng đã được bán đấu giá với giá thấp. Người chủ mới không tin vào điều siêu nhiên nên muốn cải tạo lại ngôi nhà này. Nhưng khi bắt đầu, một công nhân đã gặp tai nạn thương tâm và tử vong. Từ đó tòa nhà đã bị bỏ hoang hoàn toàn. Cùng với tình hình kinh doanh trở nên ảm đạm, hầu hết người dân xung quanh đều không muốn sống ở đây, khiến nơi đây càng ngày càng trở nên hoang vắng. Cho đến hiện tại, tòa nhà ma Công Chúa Lĩnh đã bị bỏ hoang hơn 30 năm. Bạn có nghĩ truyền thuyết về tòa nhà ma ở Công Chúa Lĩnh là có thật? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Bản đồ trấn áp quỷ Tây Tạng. 12 ngôi đền trấn áp quỷ tạo ra rào cản mạnh nhất. Mục đích của Công Chúa Văn Thành khi làm điều này là gì? Năm 1991, Ban Quản lý Di sản Văn hóa Khu Tự trị Tây Tạng trong quá trình sắp xếp di vật từ cung điện Potala đã phát hiện hai bức thang ca, hay còn gọi là tranh Phật giáo Tây Tạng, hoàn toàn giống nhau. Kích thước của hai bức thang ca dài 152,5cm và rộng 72cm. Với họa tiết tương đồng được tạo ra từ nhiều loại khoáng vật và chất màu như vàng, bạc, mã não cùng với các chất màu từ thực vật như nghệ tây, đại hoàng. Nội dung bức tranh là hình ảnh của một ma nữ la sát nằm ngửa, tay chân hơi cong lên. Nếu quan sát kỹ có thể thấy, trên cơ thể ma nữ có rất nhiều ngôi chùa lớn nhỏ. Ngoài ra còn có núi non, sông hồ tượng trưng cho mạch với các đường nét rõ ràng, màu sắc rực rỡ. Bạn có thể dùng bản đồ vệ tinh Google để xác định vị trí thành phố Sigate thuộc khu tự trị Tây Tạng sẽ thấy rõ hình ảnh ma nữ la sát này. Truyền thuyết kể rằng, cách đây hơn 1.500 năm, ở Tây Tạng có nhiều vùng hoang vu và nguồn gốc của tất cả chính là do nữ quỷ La Sát đang ngủ dưới lòng đất. Theo giáo điển Phật giáo, La Sát là từ chỉ chung tất cả các ác quỷ và nữ La Sát là những nữ quỷ ăn thịt người với khuôn mặt hung dữ, răng nanh nhọn cùng miệng rộng. Nữ La Sát được xem là biểu tượng của sự độc ác không thể khuất phục, nhưng nếu không thể diệt trừ thì Tây Tạng sẽ không có ngày yên bình. Lịch sử Tây Tạng thời cổ đại có ghi chép rằng, vào thời xa xưa, trên cao nguyên tuyết có một con khỉ được giác ngộ bởi Quan Thế Âm Bồ Tát. Khi đang tập trung tu hành, con khỉ bị một nữ quỷ quyến rũ và đề nghị kết hôn. Ban đầu nó từ chối vì là đệ tử của Quan Thế Âm Bồ Tát nên không muốn vi phạm giới luật. Thế nhưng nữ quỷ buồn bã và dọa rằng nó sẽ trở thành vợ của quỷ. Sau đó sinh ra vô vàn con cháu khiến cao nguyên trở nên hỗn loạn. Con khỉ sợ hãi và tìm sự giúp đỡ từ Quan Thế Âm Bồ Tát. Thôi qua cõi trời, Bồ Tát đã thấy được tương lai đen tối và khuyên con khỉ hãy đồng ý kết hôn vì lợi ích của nhân gian. Cuối cùng, con khỉ và nữ quỷ trở thành vợ chồng, sinh ra 6 con khỉ con và vô số người dân Tây Tạng. Điều đáng chú ý là Thánh địa Tây Tạng lại liên quan đến 3 người phụ nữ. 12 ngôi chùa âm u tạo nên một bức phong ấn mạnh mẽ, trấn áp nữ quỷ La Sát. Liệu Công Chúa Văn Thành có ý định gì khi sắp xếp như vậy? Theo truyền thuyết, địa hình Tây Tạng như hình dáng một nữ quỷ nằm ngửa. Truyền thuyết này có thể bắt nguồn từ khi Công Chúa Văn Thành bước chân vào Tây Tạng ở thế kỷ thứ 7. Ngoài địa vị là công chúa hoàng gia, bà còn có một vai trò khác, chính là một thầy tướng số. Sau khi vào Tây Tạng, Công Chúa Văn Thành thường xuyên đi khảo sát môi trường địa phương và dựa vào 80 phương pháp quan sát ngũ hành để tiến hành tính toán, đưa ra kết luận rằng địa hình tuyết phủ Tây Tạng giống như hình dáng nữ quỷ La Sát nằm ngửa. Theo học thuyết địa lý cổ đại, đây được gọi là địa hình ma nữ phơi thây, rất không may mắn. Nếu không có sự can thiệp thì chắc chắn sẽ có vô số rắc rối xảy ra trong tương lai. Vì vậy bản đồ huyền thoại nghìn năm của Tây Tạng đã ra đời. Thực ra trước khi Tùng Tán Cán Bố kết hôn với Công Chúa Văn Thành, ông đã có một người vợ khác, chính là Công Chúa Xích Tôn của Nepal. Một ngày như thường lệ, Công Chúa Xích Tôn đang nghỉ ngơi trong phòng của mình thì bỗng nhiên có một đoàn người xông vào cung điện, bắt đầu tiến hành các công trình sửa chữa. Trước sự ồn ào, công chúa lúc đầu vẫn giữ bình tĩnh, nhưng không lâu sau đó, thay vì tiếng bốn nện thì nơi này lại vang dội âm thanh từ một chiếc chuông lớn. Điều này khiến công chúa không thể chịu đựng được nữa,
Xích Tôn đến tìm công chúa Văn Thành để xin giúp đỡ. Nhưng công chúa Văn Thành chỉ đang sử dụng các pho tượng Phật để trấn áp ma quỷ. Với âm nhạc phát ra từ trên thiên giới, không thể than phiền gì được, công chúa Xích Tôn đành lén lút kích động mối quan hệ giữa Tùng Tán Cán Bố và công chúa Văn Thành, nhiều lần gây khó dễ cho cô. Công chúa Văn Thành vì địa vị không thể nóng giận nên đã gợi ý cho công chúa Xích Tôn xây dựng một đền tại hồ Ô Quán, cũng là bước quan trọng để ngăn chặn sức mạnh của yêu ma La Sát. Công chúa Xích Tôn đã đồng ý với quyết định này một cách hân hoan. Tuy nhiên, công trình vừa xây dựng vào ban ngày thì đêm đến lại đột ngột bị phá hủy, nên công chúa Xích Tôn buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của công chúa Văn Thành, một chuyên gia về địa lý phong thủy. Bằng cách nghiên cứu, bà đã phát hiện ra rằng ngọa đường ở La Sát là trung tâm của sức mạnh yêu quái, còn Hồng Sơn và Diệu Vương Sơn là trái tim và huyết quản của ma nữ. Cách bố trí này chắc chắn sẽ mang lại điểm giữ, bởi khi nào nữ quỷ La Sát chưa bị trấn áp thì người dân Tây Tạng sẽ không được yên bình. Để đẩy lùi yêu ma, công chúa Văn Thành đã quyết định áp dụng phương pháp kết giới trấn áp. Sau khi suy tính thì công chúa Văn Thành kết luận rằng ngọa đường là nơi nguy hiểm nhất. Vì vậy, việc xây dựng một ngôi chùa ở đó là cần thiết để bảo vệ an ninh toàn bộ Tây Tạng. Công chúa Xích Tôn cũng đã nghe theo lời khuyên này và tiến hành thực hiện. Sau khi hồ ngọa đường được lấp đầy, Tùng Tán Cán Bố đã cho xây dựng Đại Chiêu Tự, nơi thờ tượng Phật đẳng thân 8 tuổi của Đức Thích Ca Mâu Ni. Văn Thành công chúa xây dựng Tiểu Chiêu Tự để thờ tượng Phật đẳng thân 12 tuổi của Đức Thích Ca Mâu Ni. Hai ngôi chùa này cùng với tượng Phật Thích Ca Mâu Ni đã trở thành phong ấn mạnh mẽ đối với trái tim ma nữ La Sát. Truyền thuyết kể rằng khi xây Đại Chiêu Tự, do công trình bị ngập nước nhiều lần nên để tránh hư hại, Tùng Tán Cán Bố đã ném chiếc nhẫn vàng của mình xuống đáy hồ. Chỉ trong chốc lát, mặt hồ phát ra vầng hào quang vàng rực, vậy nên Tùng Tán Cán Bố đã chọn địa điểm này để xây chùa. Ngoài ra, trong quá trình xây dựng, để tiết kiệm nhân lực và vật lực, Văn Thành công chúa đã sử dụng một lượng lớn dê núi để thổ đất đá. Sau đó, để tưởng nhớ công lao của những con dê, họ đã đặt tên nơi này là La Sát, có nghĩa là đất đai do dê núi xây dựng. Trên bức tường trong Đại Chiêu Tự vẫn thể hiện rõ hình dạng của dê núi. Đồng thời, Tùng Tán Cán Bố còn cho xây dựng một cung điện Potala trên Hồng Sơn ở độ cao 3.700m để áp chế linh hồn nữ quỷ. Tuy nhiên, sau này công chúa Văn Thành phát hiện ra rằng nếu chỉ cắm đinh vào yếu điểm chưa đủ, tay chân của nữ quỷ La Sát vẫn còn có thể khô loạn xạ. Nên bà đã nghĩ ra phương pháp sử dụng 12 chiếc đinh để cố định toàn bộ cơ thể của nữ thần, tương đương với việc xây dựng 12 ngôi chùa. Tiếp theo, công chúa Văn Thành đã bắt đầu từ 4 thành trì lớn ở Tây Tạng, mà đã xây dựng 4 ngôi chùa trấn biên, tương ứng với hai vai và hai chân của nữ quỷ. Sau đó, tại các khớp gối của nữ quỷ lại xây dựng 4 ngôi chùa trấn kiệt. Cuối cùng, tại vị trí lòng bàn tay và lòng bàn chân của nữ quỷ La Sát, bà đã xây dựng 4 ngôi chùa trấn nghĩa. Đây được xem là 12 ngôi chùa trấn giữ nổi tiếng trong lịch sử Tây Tạng. Công chúa Văn Thành sau đó tiếp tục xây dựng các tháp Phật, tượng sư tử bằng đá và các công trình thiên văn tại những vùng đất nguy hiểm khác nhau, nhằm cải thiện môi trường và kiến trúc của những nơi này. Theo truyền thuyết, khi xây dựng Tiểu Chiêu Tự, trong quá trình di chuyển tượng Phật Thích Ca, do trọng lượng tăng đột ngột gấp vài lần, khiến chiếc xe chở tượng Phật bị kẹt trong cát. Công chúa Văn Thành nhìn thấy điều này nên đã quyết định đặt tượng Phật tại đó và xây dựng nên Tiểu Chiêu Tự. Dưới sự bảo vệ của những kết giới được xây dựng cẩn thận như vậy, quỷ nữ La Sát cuối cùng cũng được trấn áp. Từ đó, vùng đất Tây Tạng trở nên yên bình và phồn thịnh. Văn hóa Phật giáo đã phát triển mạnh mẽ tại đây, trở thành điểm hành hương linh thiêng cho mọi người. Bí ẩn nơi phong thủy tuyệt mệnh nghìn năm tại Nam Kinh. Vào một ngày năm 2006, một vụ tai nạn giao thông kỳ lạ đã xảy ra ngay trước Tử Cấm Thành ở Nam Kinh. Khi đi ngang qua con đường phía trước Tử Cấm Thành, chiếc ô tô bất ngờ lạc tay lái, lao vào lề đường, đâm thẳng vào bức tượng sư tử trước cửa Tử Cấm Thành. Toàn bộ hiện trường vụ tai nạn vô cùng khủng khiếp. Phần động cơ phía trước bị hư hỏng và biến dạng, túi khí đã bung ra khiến cửa xe bị mắc kẹt. Bất luận mọi người có cố gắng thế nào cũng không thể mở ra. Khi cảnh sát và đội cứu hỏa đến hiện trường phá vỡ cửa xe thì người đàn ông ngồi ở ghế phụ đã tử vong. Cơ quan chức năng ngay lập tức bắt tay vào điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, và kết quả khiến người ta giật mình sửng sốt.
bởi vì con đường tại hiện trường vụ tai nạn rất rộng, đèn đường hai bên cũng rất sáng. Khoảng cách từ mép đường đến phía trước từ cấm thành vẫn cao hơn 10 cm. Phán đoán từ quỹ đạo lái của chiếc xe không có dấu vết phanh gấp, có vẻ như tài xế đã cố tình lái xe của mình đâm vào bức tượng sư tử đá. Trước tình huống này, cảnh sát ngay lập tức nghi ngờ người lái xe đã say rượu, nhưng khi tìm ra tài xế và tiến hành đo nồng độ cồn, họ phát hiện ngày hôm đó ông không uống rượu. Lời khai của tài xế càng đáng ngạc nhiên hơn. Theo mô tả, ông ấy điều khiển chiếc xe trên đường trước cửa từ Cấm Thành thì vô lăng của ô tô bất ngờ quay mất kiểm soát, phanh cũng bị hỏng không rõ nguyên nhân. Nhìn thấy ô tô sắp đâm vào bức tượng sư tử, tài xế vội vàng nhảy ra khỏi xe, nhưng người bạn ngồi ở ghế phụ thì không kịp phản ứng. Điều kỳ quái hơn nữa là dù chiếc xe bị va chạm mạnh, nhưng bức tường sư tử đá bị đâm vào lại không hề bị hư hại gì, thậm chí không có một vết xước. Và những vụ tai nạn ô tô kỳ lạ như thế này quanh từ Cấm Thành không phải là ngẫu nhiên mà là xảy ra thường xuyên. Điều này khiến người ta liên tưởng đến tam giác quỷ Bermuda nằm ở Đại Tây Dương. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng nghe nói đến một số hiện tượng siêu nhiên mà con người không thể giải thích được bằng các phương tiện khoa học và công nghệ, hiện vẫn thường xảy ra ở khu vực này. Vì vậy, nhắc đến tam giác quỷ Bermuda, người ta lập tức nghĩ ngay đến những sự việc kỳ lạ. Tuy nhiên, ít ai biết có một nơi tại Nam Kinh, Trung Quốc cũng tràn ngập những điều kỳ quái như vậy, thậm chí còn được gọi là Bermuda của Nam Kinh. Tử Cấm Thành nhà Minh kỳ dị. Năm 2007, một người đàn ông họ Trần, tổng biên tập tại tòa soạn ở Nam Kinh, cũng gặp phải một vụ tai nạn giao thông ô tô kỳ lạ khi đi ngang qua Tử Cấm Thành trên đường đi làm về. Theo mô tả của ông Trần, khi ông lái xe ra khỏi cửa Tân Nhai thuộc Nam Kinh, phía trước có một taxi nên ông đi theo sau taxi. Lúc sắp đến giao lộ thì đèn tín hiệu giao thông đang là màu xanh. Tài xế phía trước phát hiện là đèn xanh, cũng thuận lợi qua đường. Ông vẫn bám sát phía sau. Lúc này ông lại nhìn lại đèn giao thông, thấy vẫn đang là màu xanh nên yên tâm lái xe đi về phía trước. Nhưng đúng lúc đó, ông đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn và sau đó vang lại một tiếng ầm. Ông cảm thấy xe mình bị va chạm nên giật mình một lúc rồi xuống xe kiểm tra, thì phát hiện xe mình đã va chạm với một xe khác. Điều khiến ông ấy khó hiểu là giao lộ mà ông nhìn thấy trước đó rõ ràng là giao lộ chữ T nên chỉ có bên trái đường. Nhưng lúc đó giao lộ trước mắt lại biến thành ngã tư đường. Chiếc xe va chạm với ông cũng đột ngột rẽ từ ngã tư bên phải, và tài xế bên kia liên tục trách mắng ông Trần vừa mới vượt đèn đỏ. Nói cách khác, đèn giao thông mà ông Trần vừa nhìn thấy đáng lẽ phải là đèn đỏ. Đối mặt với vụ tai nạn ô tô kỳ quái này, ông vẫn cảm thấy khó chấp nhận vì đây là con đường duy nhất mà hàng ngày ông đều về nhà khi tan sở. Theo lý mà nói, bản thân ông dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể xem ngã tư thành giao lộ chữ T được. Tai nạn xe buýt kỳ lạ. Ngày 14 tháng 7 năm 2008, chiếc xe buýt số 55 đang chạy về phía đông từ Cấm Thành thì bất ngờ đâm vào một cây ngô đồng bên đường mà không rõ nguyên nhân, khiến toàn bộ thân xe bị hư hỏng nặng. Người tài xế lái chuyến xe buýt này đã có kinh nghiệm hơn chục năm. Theo mô tả của tài xế xe buýt, ông nhìn thấy một chiếc xe chạy rất nhanh bên cạnh, sắp vượt qua mình, nên vô thức né tránh. Tuy nhiên sau khi va chạm, tài xế phát hiện xung quanh hoàn toàn không có chiếc xe nào. Trước đó tại lối vào phía nam của Tử Cấm Thành cũng xảy ra sự cố hai xe buýt số 17 gặp tai nạn tại cùng một địa điểm chỉ trong một ngày. Cả hai tài xế đều là những người lái xe có kinh nghiệm và nguyên nhân gây ra vụ tai nạn cũng đều giống nhau. Không phải tránh người đi đường thì cũng là tránh chiếc xe khác. Nhưng sự thật cho thấy họ dường như đã bị ảo giác trước khi xảy ra tai nạn, bởi vì lúc đó đường xá vô cùng trống trải, không có một chiếc xe khác hay người đi bộ nào. Chính vì thường xuyên xảy ra những sự kiện khó hiểu và kỳ lạ như vậy, khu vực xung quanh Tử Cấm Thành nhà Minh ở Nam Kinh khiến mọi người cảm thấy sợ hãi. Thậm chí họ còn gọi nơi đây là Bermuda của Nam Kinh. Điều khiến người ta khó hiểu là tại sao khu vực xung quanh Tử Cấm Thành lại quỷ dị đến vậy? Bởi vì nơi đây được Chu Nguyên Chương xây dựng khi ông thành lập nhà Minh. Theo lý mà nói, nơi hoàng đế ở phải là bảo vật phong thủy được lựa chọn cẩn thận. Sao có thể trở nên kỳ lạ như vậy? Liên quan đến vấn đề này, có một truyền thuyết được lan truyền rằng tất cả những điều bất thường trên thực chất có liên quan đến Chu Nguyên Chương, chủ nhân đầu tiên của Tử Cấm Thành nhà Minh.
điện bị nguyền rủa. Truyền thuyết kể rằng vào năm 1366 sau Công nguyên, Chu Nguyên Chương đã nhờ Lưu Bá Ôn, người tinh thông thuật Kham Dư, chủ trì việc xây dựng kinh đô nhà Minh. Lưu Bá Ôn đã chọn vùng đất Nam Kinh. Ông tự tin rằng đây là một báu vật phong thủy vô cùng tốt. Nhìn từ trên cao, Tử Kim Sơn trên thành phố Nam Kinh là nơi Đại Long chiếm giữ, mà phần đầu con rồng lớn này chính là Hồ Yến Tước. Cuối cùng, Chu Nguyên Chương đã tiếp nhận ý kiến của Lưu Bá Ôn, quyết định xây dựng cung điện của mình trên đỉnh đầu rồng. Đồng thời, chiêu mộ 200.000 dân phu bắt đầu khởi công. Tuy nhiên, trong lúc san lấp Hồ Yến Tước đã gặp phải một điều kỳ lạ. Cái hồ tưởng chừng như nhỏ bé, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không thể lấp đầy. Dù cho sử dụng cả ba ngọn đồi cũng không đủ đất đá. May mắn lúc đó Chu Nguyên Chương nghe nói trong dân gian có một người tên là Điền Đức Mãn. Cái tên này có nghĩa là lấp đầy, liền hạ lệnh phong người tên Điền Đức Mãn này làm thần sông. Sau đó trực tiếp hiến tế ông ấy vào Hồ Yến Tước. Kỳ lạ thay, kể từ khi Điền Đức Mãn bị chìm xuống Hồ Yến Tước thì hồ nhỏ đã nhanh chóng được lấp đầy. Tử Cấm Thành nhà Minh vì thế cũng được xây dựng thành công. Tương truyền Hoàng đế Chu Nguyên Chương là người vô cùng đa nghi. Vì vậy sau khi lên ngôi Hoàng đế và rời kinh đô đến Tử Cấm Thành, ông đã bắt đầu những cuộc thanh trừng đẫm máu, thảm sát rất nhiều người. Để củng cố giang sơn của mình, Chu Nguyên Chương tàn sát công thần khai quốc. Chỉ riêng số người bị hại trong vụ Hồ Duy Dung và Lam Ngọc đã lên tới 100.000 người. Vì vậy nhiều người cho rằng những vụ thảm sát đẫm máu của Chu Nguyên Chương đã phá hủy phong thủy tốt ban đầu của Tử Cấm Thành. Oan hồn của các phi tần, cung nữ và đại thần vẫn chưa hề tan biến, luôn quanh quẩn quanh Tử Cấm Thành nên mới dẫn đến những sự việc kỳ lạ thường xuyên xảy ra tại đây. Ngoài ra còn một số điểm thú vị, đó chính là sự bí ẩn của Nam Kinh không chỉ giới hạn ở Tử Cấm Thành mà là toàn bộ thành phố Nam Kinh. Lời nguyền thiên niên kỷ của Nam Kinh. Nam Kinh luôn được biết đến là cố đô của 6 triều đại, bao gồm Đông Ngô, Đông Tấn, Nam Triều, Nam Đường, Minh, Thái Bình Thiên Quốc và đến cả Trung Hoa Dân Quốc sau này cũng đóng đô ở Nam Kinh. Tuy nhiên, mỗi triều đại đều không tồn tại được lâu, trong đó triều đại Đông Tấn dài nhất chỉ tồn tại được 103 năm. Các triều đại khác thì không quá 60 năm. Vì vậy, Nam Kinh cũng được cho là thủ đô đoản mệnh nhất. Nhưng điều này dường như không phù hợp với thân phận là vị trí của Long Mạch, ai ai cũng biết. Liệu chuyện gì đang xảy ra tại báu vật phong thủy này? Từng có người cho rằng Long Mạch ở Nam Kinh thực chất là chưa hoàn thiện. Đó là lý do tại sao các triều đại đóng đô ở đây tồn tại trong một thời gian vô cùng ngắn ngủi. Truyền thuyết kể rằng vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, Nam Kinh lần lượt bị Ngô, Việt và Sở chiếm đóng. Cuối cùng Việt quốc diệt Ngô, Sở quốc lại chinh phục Việt. Khi Sở Vương chiếm được Nam Kinh, từng đóng quân bên bờ Sư Tử Sơn. Một lần Sở Vương leo lên Sư Tử Sơn ngắm nhìn giang sơn của mình, lại cảm thấy nơi đây vương khí quá thịnh, dễ sinh ra nhiều vị đế vương. Vậy là để ngăn chặn việc xuất hiện thêm một đối thủ trong tương lai, Sở Vương bèn nghe theo lời Phương Sĩ, lấy vàng đúc thành một người nhỏ và mai táng ở vùng nông thôn phía đông Sư Tử Sơn để trấn áp vương khí, và gọi lăng tẩm của người vàng này là Kim Lăng. Cùng lúc đó, ông cũng xây dựng một thành ấp tên là ấp Kim Lăng trên núi đá. Tên cũ Kim Lăng của Nam Kinh là bắt nguồn từ đó. Hơn 100 năm sau, khi Sở Vương chôn vàng đã cắt đứt long mạch Nam Kinh, một chiến binh vô song khác là Tần Thủy Hoàng cũng từng cắt đứt long khí tại nơi này. Truyền thuyết kể rằng, sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc, lập nên nhà Tần, vào một đêm, ông đã nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ ở chân trời phía nam trong cung điện. Lúc này, một pháp sư bên cạnh Tần Thủy Hoàng có nói với ông rằng đây là một loại khí thiên tử. Nếu khí thiên tử nơi này ngưng tụ lại cùng nhau, một vị hoàng đế chắc chắn sẽ xuất hiện và lật đổ nhà Tần trong vòng 20 năm tới. Để củng cố quyền lực của mình, Tần Thủy Hoàng đã ra lệnh cho các pháp sư tìm cách loại bỏ khí thiên tử đó. Theo lời đề nghị của pháp sư, Tần Thủy Hoàng ra lệnh cho người đào núi kim tử chôn vàng, bạc và ngọc xuống đất, xuyên qua Phương Sơn, đổi dòng chảy của sông Hoài đi qua Kim Lăng, thông vào sông Trường Giang, đồng thời đổi tên Kim Lăng thành Mạt Lăng. Lấy hành động thứ hai này đã chính thức phá hủy Long Mạch Nam Kinh, khiến cho Long Mạch Nam Kinh chưa hoàn chỉnh, dẫn đến tất cả triều đại thiết lập quyền lực chính trị ở đây đều không thể tồn tại lâu dài.
Thực tế trên thế giới có rất nhiều sự kiện kỳ lạ, khó giải thích bằng những phương pháp khoa học hiện đại. Nếu con người cứ nhất quyết muốn tìm ra lời giải thích hợp lý cho những điều kỳ lạ, thì có thể sẽ gặp rắc rối. Tốt hơn hết, hãy để cho mọi việc diễn ra một cách tự nhiên. Khi đối mặt với những hiện tượng lạ, tốt nhất chúng ta chỉ cần giữ một trái tim kính nể. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.